Trong giới Phật tử chúng ta ngày nay, đa số không hiểu rõ ý nghĩa chữ tu, nên ứng dụng sai lầm một cách đáng thương. Khi đến chùa xin quy y, họ thầm nghĩ từ đây về sau được Phật hộ độ cho mình khỏe mạnh, gia đình mình an ổn, mọi mong cầu được như ý, khi chết được Phật rước về cõi Phật. Chứ họ không hiểu rằng kể từ ngày quy y Tam Bảo là tự mình quyết tâm chừa bỏ những thói hư tật xấu, mình quyết thắng mọi tâm niệm, hành động đê hèn ác độc của mình và mình cố gắng tạo dựng đầy đủ phước lành để chết được sanh về cõi Phật. Họ đinh ninh trong lòng tu là nương tựa Tam Bảo, là gian sinh với Phật, là thỏa mãn mọi mong cầu, là an lành suốt cuộc đời, nên trở thành yếu hèn, ỷ lại, mất hết ý nghĩa chữ tu. Bởi bản chất con người hầu hết là yếu hèn, sợ hãi, tham lam, nên bước chân vào đường tu, họ thích ỷ lại, gian sinh và mong cầu. Do đó là biến thái tinh thần tu hành của người Phật tử. Yếu hèn phát xuất từ tư tưởng yếu hèn, nên khi quy y Tam Bảo, Phật tử này chỉ một bề trông cậy gửi gắm đời sống của mình và gia đình mình cho Phật. Mọi việc đều nhờ Phật hộ độ cho. Khi sống được bình an, lúc chết được Phật rước về cõi Phật. Với tâm niệm này, Phật tử cứ tưởng tu là thường đi chùa lễ Phật, thường cúng dường, thường cầu nguyện là tròn bổn phận người tu. Những người này cung kính Phật như một vị thần hộ mạng, tưởng như Phật đủ quyền năng bảo hộ cho bản thân và gia đình họ suốt đời. Vì thế, khi bản thân hay gia đình xảy ra tai ách gì, họ tha thiết chí thành cầu Phật gia hộ cho tai qua nạn khỏi. Nếu cầu nguyện Phật không được kết quả, nghe ở đâu có cầu đồng hay bà bóng giỏi hoặc ông thần nào linh thiêng cầu gì cũng được như nguyện, họ liền mang hương đèn đến đó cầu xin. Bởi đến với Phật bằng tâm ý lại, trông cậy, nên khi trông cậy không được toại nguyện thì họ bước sang nơi khác một cách dễ dàng. Sợ hãi. Khi gặp tai nạn, người ta không biết tìm nơi nào ẩn náu cho được an ổn. Nghe ai giới thiệu quy y với Phật sẽ được bình an, họ liền đến xin quy y Tam Bảo. Họ cứ nghĩ quy y Phật sẽ được Phật che chở, cứu độ cho qua hết tai nạn. Vì thế, họ chỉ biết tu là gian sinh, cầu khẩn, chí thành khấn vái là tu. Mỗi đêm họ thắp hương lễ Phật, cầu nguyện Phật gia hộ cho họ được mọi thứ an bình. Trong gia đình khi có người bệnh hoặc xảy ra tai nạn, họ thắp hương quỳ trước bàn Phật, tha thiết gian sinh Phật cứu bệnh giải ách. Nếu gian sinh được kết quả tốt, họ tăng trưởng lòng tin Tam Bảo. Bằng trái lại, họ mất lòng tin Phật vì Phật không linh ứng như sở cầu. Được nghe nơi nào linh thiêng, xin gì được nấy, họ liền từ giả đạo Phật để sang nơi ấy cầu xin. Do họ đến với Phật bằng tâm niệm sợ hãi, nên đời tu của họ chỉ cầu được bình an. Nếu không được bình an, họ sẽ chạy tìm nơi khác để ẩn nấp. Tham lam. Do lòng tham sâu đậm, nên khi quy y Phật, họ vẫn bộc bề mong cầu cho thỏa mãn lòng tham. Đến chùa không phải để học đạo tu hành mà để cầu xin. Chỉ cần cúng Phật một bó nhang, một dĩa quả, họ lại xin Phật đến trăm ngàn thứ. Nào là xin Phật cho gia đình bình an, xin cho con cái thi đậu, xin cho làm ăn phát tài, xin cho tai qua nạn khỏi, xin cho thân nhân quá cố được siêu sinh tịnh độ, vân vân và vân vân. Họ chi ra cúng Phật quá ít mà họ xin lại quá nhiều. Nếu xin được như ý thì họ tinh tấn đi chùa, còn xin không được thì họ tìm chỗ nào linh thiêng hơn để đến cầu xin cho thỏa mãn. Bởi những người Phật tử như thế đến với chùa, nên trong chùa mới có xin xăm bói quẻ, cúng sao cúng hạn, coi ngày lành ngày dữ để thỏa mãn đòi hỏi của họ. Mặc dù gần đây Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi dẹp bỏ mê tín dị đoan, song thói quen của những Phật tử này vẫn chưa bỏ được. Nguyên nhân Phật giáo suy đồi phần lớn do những vị này mà ra. Là Phật tử mà họ không tin nhân quả, không hiểu Phật là gì, không biết tu như thế nào, làm sao không tạo thành những điều kiện u tối cho Phật giáo. Đây là những tệ nạn do các Phật tử quan niệm tu Phật để cầu được bình an.
Nếu người hiểu rõ tu là sửa đổi xấu xa thành hay tốt, thì không có quan niệm như trên. Mục đích họ đến quy y Tam Bảo, cốt nương chánh pháp để tu hành, trừ sạch bệnh tham, sân, si, phiền não của mình. Phật thường dạy, Ngài theo bệnh cho thuốc để trừ bệnh khổ cho chúng sanh. Nơi nội tâm chúng ta có bệnh gì thì Phật có thứ thuốc ấy để trị lành bệnh. Cho nên nói, chúng sanh có vô lượng phiền não, Phật có vô lượng pháp môn. Vì thế, tu là dùng Phật pháp chuyển hóa tâm điểm sai lầm, xấu xa, tội ác của chúng ta. Biết vậy thì tu là phải học hỏi giáo pháp và ứng dụng giáo pháp để trị lành những tâm bệnh của mình. Học hỏi giáo pháp là mở sáng con mắt trí tuệ, là đi lần trên con đường giác ngộ, tức là tu theo đạo Phật. Vì Phật là con người giác ngộ, đạo Phật là con đường tiến đến giác ngộ. Mọi khổ đau của chúng sinh do si mê tạo nên. Muốn giải thoát khổ đau là phải giác ngộ. Tuy nhiên giác ngộ mức độ cao thấp khác nhau. Tuy đó mà con người được bớt khổ hay hết khổ. Học hỏi giáo pháp là học Phật. Ứng dụng giáo pháp để tu hành là tu Phật. Với tinh thần tu học này, chúng ta không tìm đâu thấy có ỷ lại, gian sinh, cầu cúng, mà thấy mỗi người trang bị sẵn ngọn đuốc trí tuệ của mình để mồi với ngọn đuốc chánh pháp của Phật. Những người này không có yếu hèn, sợ hãi, tham lam, mà lòng cương quyết, can đảm, kiên trì, tự nỗ lực tu hành cho đến ngày giải thoát. Tham sân si là mục tiêu họ phải chiến đấu đến bao giờ tiêu diệt hết mới thôi. Bởi vậy, một bước tiến tu là một niềm an lạc. Càng tu, khổ đau càng tan rã, như tuyết giá tan rã khi ánh mặt trời lên. Tiến tu như thế, có lý do gì thối tâm bỏ đạo? Có duyên cớ nào phải lùi bước đi theo đường ta? Được nhiều người tin Phật, chưa hẳn Phật giáo đã thịnh. Nếu tin theo lối ỷ lại, gian sinh, cầu cúng, dù có bao nhiêu triệu người, Phật giáo vẫn bị chìm trong u tối. Vì mê tín thì không giác, không giác thì có dính dáng gì với đạo Phật? Chúng ta thực tâm tu theo đạo Phật thì cố mở sáng con mắt trí tuệ, nhận chân những sự thật qua lời dạy của Đức Phật. Như Phật dạy, các pháp là vô thường. Chúng ta phải chiêm nghiệm lý này cho tường tận, thấu suốt tường tận, chúng ta mới nếm được pháp vị vô thường của Phật ban cho. Đạo lý nhân quả là nền tảng của Phật giáo. Nếu chúng ta không suy tư cho thấu đáo thì lòng chánh tín khó phát sinh. Phật dạy, tin nhân quả là chánh tín. Nếu chúng ta không chịu khó ra đi soát lại kỹ càng thì làm sao đủ lòng tin nhân quả? Bởi không tin nhân quả, chúng ta dễ sanh yếu hèn, sợ hãi, gian sinh, rơi vào đường mê tín. Lý nhân duyên là chân lý của muôn pháp. Nếu không nghiền ngẫm thật chín chắn, thật nhuần nhuyễn, chúng ta không thể hiểu nổi chỗ thâm áo của nó. Đã không hiểu lý nhân duyên, chúng ta làm sao thấy được chỗ cao siêu của Phật giáo mà sanh lòng tin kính? Muốn hưởng được pháp gì một cách thấm thía nồng nàn, người Phật tử phải tận lực suy tư, nghiền ngẫm chánh pháp thật tường tận tinh vi. Như muốn thưởng thức hương vị của thức ăn thật đầy đủ, người ta phải nhai thật nhuyễn những thức ăn ấy. Đồng thời Phật tử phải ứng dụng triệt để chánh pháp trong cuộc sống hàng ngày. Mọi người ai cũng thừa nhận nơi nội tâm của mình đã sẵn có tính lương thiện và tính tội ác. Tội ác là nhân khổ đau cho mình và cho người, đời này và đời sau. Nó làm cho con người trở thành hèn hạ xấu xa. Lương thiện là nhân an vui cho mình và cho người, đời này và nhiều đời khác. Nó gây dựng cho con người trở thành bậc hiền thánh. Nếu muốn hết khổ được vui, chúng ta phải dẹp bỏ tính tội ác, nuôi dưỡng tính lương thiện. Chính đây là tu. Tu là điều kiện tất yếu của mọi người, không riêng ai và giới nào. Nếu là người muốn hết khổ được vui và cố vươn lên bậc hiền thánh, ước mong các Phật tử tự kiểm điểm lại xem mình thuộc hạng nào trong hai hạng trên. Nếu là hạng đến với Phật để cầu bình an thì nên chuyển hướng can đảm vươn lên
để thành Phật tử chân chánh, không thối chuyển trên đường đạo. Nếu là hàng đến với Phật để sửa đổi xấu thành tốt, thì cố gắng hơn nữa để mọi xấu xa đều dứt sạch, mọi khổ đau đều tan biến, tự tại tiến thẳng trên đường giác ngộ. Toàn thể Phật tử đều là người chánh tín, biết ứng dụng chánh pháp, chuyển hóa ba nghiệp của mình trở thành con người thuần thiện, thì Phật giáo mới thực sự là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng sinh ra khỏi đêm tối vô minh. Nguồn gốc mê tín. Mê tín là cái bệnh những nhà trí thức đều chê trách. Chánh quyền cũng chủ trương dẹp trừ mê tín. Thế mà bệnh mê tín mỗi ngày mỗi tăng, càng lúc càng lan rộng. Thậm chí có những nước tự cho mình là văn minh nhất thế giới mà dân chúng trong nước ấy vẫn còn mê tín. Đó là tại sao? Trước tiên chúng ta phải biết mê tín là thế nào. Mê tín là lòng tin mù quáng, không thấy lẽ thật, không đúng chân lý. Đơn cử một số thí dụ để chúng ta biết rõ. Như tin ông đồng bà cốt, tin sinh sâm bối quẻ, tin ngày lành ngày dữ, tin số mạng sang hèn, tin coi tài xem tướng, tin cúng sao cúng hạn, tin thầy bùa thầy chú, tin cầu cúng tai qua nạn khỏi, vân vân. Những lối tin này không có lý luận, không đủ bằng chứng, không có lợi ích, nên gọi là mê tín. Nguồn gốc mê tín. Mê tín không phải là sự ngẫu nhiên phát sinh, mà có nguồn gốc phát xuất cụ thể. Có hai thứ nguồn gốc mê tín. Một, mê tín do tâm mong cầu. Con người khi mong cầu một điều gì mà quá khả năng mình thì dễ sinh mê tín. Dĩ nhiên có người muốn vay một số vốn lớn làm ăn, không biết việc làm ăn này kết quả tốt hay xấu. Tự nhiên lòng họ thấy băn khoăn lo lắng, không biết hỏi ai, tin ai. Nghe nói ông đồng bà cốt nào đó linh ứng, nói quá khứ vị lai rất trúng, họ liền muốn tìm tới hỏi han. Chỉ tốn tiền quẻ có 500-700 mà biết được việc làm ăn của mình thành công hay thất bại thì ăn ổn biết mấy. Hoặc trên đường công danh có những học sinh, sinh viên sắp đến kỳ thi cử, lo âu thân phận mình không biết thi đậu hay rớt. Nghe đồn lăng này miếu kia linh hiển, xin xăm bói quẻ sẽ báo đúng những điều sắp đến. Các cô các cậu không đủ lòng tin vào khả năng học hành của mình, nhất định đi đến lễ bái xin xăm để hỏi thăm thần thánh xem thế nào. Hoặc có những người muốn ra ứng cử chức này ghế nọ mà không biết số phận của mình là đỏ hay đen, lòng họ bồn chồn bất an. Có người giới thiệu ông A đổ số tử vi rất hay, xem số biết dần mạng người đúng 100%. Ông ta ngại gì không đến đó để xem thử mình có số công danh hay không. Còn lắm trường hợp tương tự như thế, không thể kể hết. Đại để chỉ vì mong cầu mà không tin sức mình nên sinh ra mê tín. 2. Mê tín do tâm sợ hãi. Sợ hãi là gốc sinh ra mọi mê tín. Một gia đình nọ tiếp tục xảy ra đôi ba người chết bất đắc kỳ tử. Những người còn lại đâm ra hoảng hốt. Nghe đầu có thầy bùa hay, thầy chú giỏi, liền đi rước về ếm đối để mình khỏi bị chết trùng. Chính vì sợ hãi mà những người này sanh mê tín. Có những người bị tai nạn dồn dập, vừa té xe bị thương lại bị người giật nợ. Con trai thì rớt, con gái bị bệnh, mất bình tĩnh. Nghe ông đồng này hay bà cốt kia giỏi, họ liền tìm đến để cầu cứu hộ, xin phép lạ về để trừ tai ách. Là có người sắp làm điều mạo hiểm, lo sợ không biết có thể vượt qua mọi nguy hiểm được chăng, họ vào am, vào miếu để thưa hỏi thần linh bằng cách rút sâm bói quẻ. Nếu rút được sâm tốt quẻ lành thì họ mới mạnh dạn xông pha. Có những người mắc phải bệnh nan y, họ buồn khổ sợ chết. Nghe bất cứ nơi đâu có sự linh thiêng mộng nhiệm, họ đều đi đến để xin thuốc cầu bùa. Dù phải làm những điều quái dị, họ thấy đều chấp nhận, miễn sao lành bệnh là vui. Hoặc có người sợ giận xui hàng xấu nên đầu năm đến chùa cúng sao cúng hạn, cầu cho trọn năm cuộc sống được hanh thông, gia đình được an vui may mắn. Hoặc có những người vì thương cha mẹ đã quá cố, sợ cha mẹ chết rơi vào địa ngục chịu đói khổ nhọc nhằn, họ bèn nhờ thầy cúng
dán lầu kho, xe cộ. Với tiền vàng bạc, lễ cúng đốt súng cho cha mẹ được ăn hưởng đêm âm ti. Mọi sự sợ hãi đều là cội nguồn của mê tín. Là con người, có ai không mong cầu, không sợ hãi? Đã có hai thứ này thì nhất định sẽ rơi vào mê tín dị đoan. Khi chưa gặp việc, chúng ta chống đối mê tín. Nhưng gặp lúc có việc khắc khoải mong cầu, kinh hoàng sợ hãi, chúng ta cũng trở thành mê tín như ai. Dù là người có cấp bằng cao, có kiến thức rộng, nếu trong tâm có mong cầu sợ hãi, họ cũng sẽ rơi vào hố mê tín. Có những người đứng trước quần chúng thì miệt thị chê bai kẻ mê tín, xong về nhà gặp lúc gia cảnh rối nùi, bà xã vẫn đi bói quẻ xin xăm, hỏi quá khứ vị lai nơi ông đồng bạc khuất. Bởi con người mang sẵn tính tham lam, thói hèn nhát, nên khi muốn thỏa mãn sự mong cầu, muốn được bình an khi nguy hiểm, đều nảy sinh mê tín dị đoan. Thế nên mê tín dị đoan là bệnh bẩm sanh có sẵn nơi mọi con người. Muốn chữa lành bệnh này phải là bậc thánh y và thần dược mới mong điều trị được. 3. Pháp Phật dạy trị bệnh mê tín. Phật là bậc thánh y, pháp của Phật dạy là thần dược. Nếu ai tin nơi Phật, dùng thuốc Phật dạy trị bệnh mê tín chắc chắn sẽ được lành. Pháp Phật trị bệnh mê tín có hai thứ. Một, nhân quả. Nhân quả là sự thật, là lý đương nhiên mà người đời ít ai nghĩ đến. Bởi con người cố mong cầu cái quả mà không cân xứng với cái nhân. Hoặc họ ước mơ nhặt được những cái quả ngoài tầm tay của họ. Hoặc họ không có tâm tự tính nên làm việc gì cũng ngờ vực lo âu. Đó là những lý do khiến họ đâm ra mê tín. Nếu con người tự biết rõ rằng mọi hậu quả nên hư tốt xấu, thành công thất bại đều do nguyên nhân hay dở đủ thiếu của con người tạo nên. Không có cái quả nào từ trên trời rơi xuống hoặc dưới đất bỗng dưng hiện lên, mà đều do trí sáng suốt và sức lao động cần cù của con người tạo ra. Chúng ta cứ tạo nhân tốt thật đầy đủ thì quả tốt nhất định đến. Dĩ nhiên chúng ta muốn có quả một cây cam mật, trước chúng ta phải chọn giống từ quả cam mật hoặc chiết cành từ cây cam mật. Kế đó chúng ta phải lựa chỗ đất màu mỡ ươm giống xuống, rồi tưới nước bón phân đúng thời đúng lúc, chăm sóc sâu bọ đừng cho phá hại. Sau này chúng ta sẽ thu hoạch được quả cam mật không sai. Chúng ta khỏi phải mong cầu, khỏi phải trông đợi, mà quả sẽ thành tựu viên mãn theo sở nguyện của mình. Cũng thế, mọi sự nên hư thành bại trong đời mình không phải ngẫu nhiên mà đến, không phải từ ai ban cho, mà do những cái nhân chúng ta tạo từ trước. Khi nhân duyên đầy đủ thì quả thành. Không phải chúng ta cầu xin mà nó đến, không phải chúng ta xua đuổi mà nó đi. Một khi nhân đã thành thì quả phải chịu. Chúng ta cứ sợ tai ương đổ lên đầu chúng ta, mà lại không sợ những nhân xấu mình đã gieo từ trước. Chúng ta cầu thần khấn Phật ban bố phúc lành cho chúng ta, mà chúng ta không chịu ban ơn bố đức cho những người xung quanh mình. Những nhân xấu kết hợp thành quả xấu, những nhân tốt tụ hội thành quả tốt. Cầu mong quả tốt mà không chịu gieo nhân tốt, sợ hãi quả xấu mà không dừng tay tạo nhân xấu, sự mong cầu sợ hãi ấy chỉ là việc không đâu. Chi bằng chúng ta hằng ngày cứ tạo nhân lành, tránh nhân dữ, chả cần cầu mong sợ hãi chi vô ích. Song nhân quả không phải đơn thuần mà đa dạng, chẳng phải chỉ do trực tiếp ở hiện tại mà là gián tiếp của nhiều đời. Biết rõ nhân quả tự mình gây tạo, chúng ta can đảm nhận những quả khổ mà không chút sợ hãi buồn phiền. Mình làm chủ tạo nhân, chính mình làm chủ thọ quả. Còn cầu xin cái gì, cần hỏi han ai nữa? Chỉ mình sáng suốt khi tạo nhân, cần cù nuôi dưỡng bảo vệ cho nhân tăng trưởng, thì quả chính mộng sẽ đến tay mình một cách dễ dàng. Chúng ta tin chắc lý nhân quả như thế, mọi mê tín sẽ tan theo mây khói. Đấy là quyền con người sẽ nằm gọn trong bàn tay của chúng ta. 2. Ba cửa giải thoát, tam giải thoát môn. Ba cửa này là không,
vô tướng, vô nguyện, vô tác. Đây là người tu Phật được trí tuệ thâm hậu, thấy thấu suốt con người và ngoại cảnh đúng như thật. Không là từ con người cho đến muôn vật đều do nhân duyên kết hợp thành, không có chủ thể nhất định. Bởi căn cứ trên lý nhân duyên, thấy vạn vật không có chủ thể nên nói là không. Từ một cái nhà cho đến cái bàn, cái ghế, cây bút chì, tìm thử cái gì là chủ thể của nó. Nếu có chủ thể thì không đợi duyên hợp, đợi duyên hợp mới có thì nhất định không có chủ thể. Đến con người chúng ta, thử tìm xem cái gì là chủ thể của thân này. Như Phật dạy, thân này do tứ đại, đất, nước, gió, lửa hợp thành. Thiếu một trong bốn thứ thì thân phải hoại. Đã là bốn thứ thì thứ nào là chủ? Có một thứ làm chủ thì thiếu một thứ khác, tại sao nó không còn? Bốn thứ này lại thù địch chống đối nhau. Đem bốn đứa thù nhốt chung một chỗ thì có an ổn không? Chúng ta có bổn phận phải nuôi dưỡng điều hòa bốn kẻ thù này bằng cách chọn như thức ăn uống nào để quân bình chúng. Về tinh thần cũng thế, nội tâm chúng ta có mặt tốt, xấu, thiện, ác đủ thứ. Thử hỏi cái nào là chủ? Cho nên nói là đời sống của ta, mà thực sự cái gì là ta? Cái ta chỉ là tưởng tượng chứ không có thực thể. Từ lãnh vực không có thực thể nhìn sang lãnh vực vô tướng, thực hợp lý vô cùng. Bởi vì vạn vật không có thực thể nên không có tướng thật, vô tướng của nó. Cái mà chúng ta trông thấy, sờ mó được chỉ là giả tướng của duyên hợp mà thôi. Người vật chỉ là tướng hư giả. Đã là hư giả, chúng ta có mong cầu để được, sợ hãi khi mất hay không? Thế là tiến đến vô nguyện. Bởi thấy thân hư dối, mọi vật hư dối, chúng ta không còn tham sống sợ chết, không còn đam mê vàng ngọc. Đã thấy trên thế gian này không có cái gì đáng mong cầu, đáng sợ hãi, thì còn gì phải khấn nguyện, phải gian sinh, phải thưa hỏi các vị thần thánh. Dùng trí tuệ này dẹp tan mê tín như chế nước sôi trên băng. Ba cửa giải thoát này là đỉnh cao của trí tuệ. Thấy tận cùng bản chất con người, ngã và vạn vật, pháp. Chính do thấy rõ bản chất hư dối của chúng nên gỡ bỏ mọi mê lầm cố chấp, mọi tham lam trói buộc, được tự tại an vui, gọi là giải thoát. Tóm lại, mê tín là một tệ nạn của xã hội. Nó tạo dựng những con người yếu hèn, mất tự tin, không sáng suốt. Muốn có một xã hội văn minh lành mạnh, chúng ta không thể nào chấp nhận nạn mê tín hoành hành. Huống nữa, trong giới Phật giáo chúng ta đang kế thừa chánh pháp giác ngộ giải thoát của Đức Thế Tôn mà nuôi dưỡng chấp nhận mê tín được sao? Thế mà có nhiều tăng sĩ trụ trì khi nghe Phật tử than làm ăn sa sút, liền bảo đến chùa thầy cầu nguyện cho. Nghe con cháu Phật tử sắp thi cử, bảo ghi tên để thầy cầu nguyện cho. Nghe Phật tử than gia đình xảy ra tai nạn, bảo đến chùa thầy cúng sao cúng hạn cho. Ôi thôi vô số chuyện, cái gì thầy cũng lãnh hết, lo hết và bao thầu hết. Đó là chúng ta đang quyền đăng tục diệp, hay chúng ta vùi tắt ngọn đuốc chánh pháp của Đức Như Lai? Tình thương sẽ không còn khi người ta cần ngon miệng. Tình thương là cái linh dược trị lành mọi bệnh khổ của chúng sanh. Vậy mà có người nở gian tay, bẻ cành chặt nhánh, khiến nó lụi tàn. Cũng may, nó còn sót lại vài cành già và đang nảy ít chồi non. Mong rằng nhân loại nhận thức được giá trị tuyệt vời của nó, ra công bảo vệ, dung tưới cho nó phát triển sum suê, thật là hạnh phúc vô vàn của nhân loại. Vô tình hay cố ý, chúng ta phá hoại cho cây linh dược tàn lụi đi. Đây là một mất mát lớn lao của nhân loại, không có gì bù đắp được. Chú Ba nhà ở gần chùa, chú nuôi một con gà mái, để được một đàn gà con. Đàn gà con mỗi con đều tròn trịa dễ thương. Sáng nào chú cũng hốt một nắm gạo ra đứng trước sân kêu túc túc. Gà mẹ dẫn đàn gà con chạy ùa ra vây quanh chú, mổ như hạt gạo do chú rải, chúng nuốt ngon lành. Chú nhìn đàn gà con có vẻ trìu mến. Có lẽ đàn gà con cũng nhìn chú là ông chủ
quý kính đang yêu thương nuôi dưỡng chúng. Tình của chú ba và đàn gà càng ngày càng sâu đậm hơn. Trải mấy tháng sau, đàn gà con đã lớn thành gà giò, gà vừa ăn thịt. Hôm nay nhà chú ba có khách, cũng như mọi hôm. Sáng, chú nắm gạo ra giữa sân đứng kêu túc túc. Đàn gà chạy lại bu quanh chú, vừa bỏ gạo cho chúng ăn, chú vừa chụp lấy một con. Con gà bị chụp la quẳng lên, đàn gà còn lại chạy tứ tán. Tiếng la thất thanh của con gà không làm động tâm chú chút nào. Sau đó, nó còn bị cột chân và cuối cùng lôi ra cắt cổ. Tiếng la cứu mạng và gắng sức dùng dậy đành đạch để thoát chết của con gà không làm sao lay chuyển được ý định của chú. Thế là xong một đời của con gà, để làm mồi ngon cho người chủ mến thương trước kia. Tình thương của chú ba đối với đàn gà con chỉ có khi chưa cần làm thức ăn ngon miệng. Đến khi cần thịt gà làm thức ăn thì tình thương ấy liền biến đi như mây khói. Ở chùa có nuôi hai con chó, một con tên Tiểu Hỷ, một con tên Tu Tu. Sáng nào hai con cũng vật lộn nhau ành ạch ở trước sân. Hai đứa săn đuổi nhau, đè cắn cạp nhau một cách thân tình. Mỗi khi trông thấy hai đứa đùa giỡn nhau, tôi cũng vui lây. Dù là súc sinh, chúng cũng biết vui đùa, cũng biết thân yêu nhau như con người nào khác. Xong, khi thằng Tiểu Hỷ được quý cô cho một tô cơm đang ăn ngon lành, thằng Tu Tu chạy đến gần. Thằng Tiểu Hỷ liền nhe răng hầm hừ. Thằng Tu Tu đành lấm lét tránh xa. Ngược lại cũng thế, khi thằng Tu Tu đang ăn, thằng Tiểu Hỷ lại gần, cũng bị thằng Tu Tu nhe răng hầm hừ. Sau bữa ăn, chúng cũng vui vẻ chơi lại với nhau. Qua hình ảnh hai con chó, chúng ta thấy khi có món ngon, khi cần nó bụng mình, tình đồng loại không còn có mặt. Chúng có thương nhau không? Nếu không thương, tại sao lại liếm nhau một cách dịu mến, vật lộn nhau một cách thân tình? Thế mà chỉ cần có một cục xương, một tô cơm, chúng liền đổi tình bạn trở thành địch thù. Tình người có thế không? Có một gia đình ở tỉnh xa đến quy y với chúng tôi. Thời gian sau, những đứa con khôn lớn, cha mẹ già yếu. Cha mẹ tương đối khá giả nên làm di chúc chia của cho con. Trong di chúc không biết phân chia thế nào, vài đứa con chạy lên tìm tôi nhờ khuyên giải hộ cho cha mẹ chúng phân chia công bằng, đừng cho đứa nhiều đứa ít. Khiến con cái thấy cha mẹ bất công không tốt. Tôi liền khuyên chúng nó, cha mẹ sinh ra con, nuôi dưỡng cho học hành đến lớn khôn, lập gia đình có đôi bạn rồi, công ơn cha mẹ không thể nào kể hết. Giả sử cha mẹ nghèo, không có tiền của, thì con cái cũng phải làm ra tiền để nuôi dưỡng cha mẹ mới tròn bổn phận làm con. Huống là cha mẹ khá, con đã khỏi nuôi, lại được chia của cho, dù được bao nhiêu cũng tốt, đòi hỏi thêm làm gì để phiền lòng cha mẹ. Tụi con thấy, có lắm gia đình cha mẹ chết sớm, nhà nghèo, con cái cũng phải bươn chải để sống, vậy mà cũng có nhiều người lập nên sự nghiệp. Sánh với tụi con hiện nay quá tốt. Cha mẹ còn sống lại được chia của, dù ít cũng hơn người ta quá nhiều rồi. Thôi, là con hiếu phải nghe lời cha mẹ, đừng phiền trách tổn phước. Chúng không bằng lòng thưa với tôi thế này, thà là không có gì hết, còn có mà chia đứa nhiều đứa ít là bất công, không chấp nhận được. Tôi đành im lặng. Chúng chào tôi ra về với vẻ còn bực tức. Không bao lâu, cha mẹ chúng đến thăm tôi. Nhưng khi thăm hỏi, tôi đem việc chia của cho con ra khuyên. Làm cha mẹ, hai đạo hữu phải xử sự với con cái cho công bằng. Nếu có của nhiều, chia cho chúng nhiều. Có ít, chia cho chúng ít. Đừng để đứa nhiều đứa ít, nó phân biệt không tốt. Hai vợ chồng thương với tôi. Bọn con của chúng con, đứa nào phá của thì chúng con chia ít, đứa nào biết giữ của thì chia nhiều, như vậy mới công bằng. Đến đây tôi hết ý kiến. Thời gian sau, tôi nghe những đứa con được chia của ít đã kiện cha mẹ chúng ra tòa. Tôi đành thở dài, cảm thấy mình bất lực, không đủ biện tài để giáo hóa đệ tử, thật đáng buồn. Song càng đau buồn hơn khi thấy con người khôn ngoan hơn con vật,
Vậy mà cũng vì sự ăn mặc, tài sản, đối với người thân trở thành kẻ thù. Hiếp nghĩ, ai thân hơn anh em, ai tình thâm nghĩa nặng bằng cha mẹ, mà chỉ vì một chút ít tài sản, biến thân thành thù, đổi ân nghĩa thành đối địch. Thực tình, đời càng ngẫm càng đau lòng biết mấy. Nhân loại trên hành tinh này có thật tình thương nhau không? Nếu quốc gia này với quốc gia khác giao hảo tốt đẹp với nhau, khi quốc gia này bị thiên tai bão lụt hoặc động đất, quốc gia kia liền gửi lương thực, thuốc men, tiền bạc sang giúp đỡ. Đến khi nào đó hai nước va chạm quyền lợi nhau, nếu dùng tài ngoại giao bàn luận mà không giải quyết xong, sẽ dùng đến quân đội, vũ khí để sát phạt nhau. Người ta thương nhau chỉ khi nào không đụng chạm đến quyền lợi. Một khi đụng chạm đến quyền lợi, sẵn sàng sát phạt nhau. Bởi vậy, trên thế gian này, thân thù thay đổi khó lường. Tình thương của nhân loại bị giới hạn trong một phạm vi nhất định. Quá phạm vi đó, tình thương liền tan biến. Cho đến những người nhân danh mang tình thương đến cho nhân loại, song cũng bị hạn chế trong những điều kiện nhất định nào đó. Ngoài ra, nó có thể biến thành địch thù. Qua những dữ kiện trên, khiến chúng ta nghi ngờ tình thương con người có thật hay không, hay nó chỉ có trên ngôn từ, ngoài cửa miệng. Đây là chỗ bi quan của những nhà đạo đức chân chánh, cũng là tiếng còi báo nguy của những người làm việc từ thiện xã hội. Với con mắt của Phật giáo, muốn nuôi dưỡng tình thương cho được sinh sôi nảy nở mãi và vượt ra ngoài phạm vi giới hạn, chúng ta phải dùng con mắt trí tuệ thấy rõ thân phận của con người. Sợ gì chúng ta khép chặt cửa tình thương là bị tham lam cuồng nộ, si mê thôi thúc che đậy. Một khi con mắt trí tuệ mở sáng rồi, thì ba con quỷ ác độc ấy bị yếu thế. Từ đó, cánh cửa tình thương chúng ta mới mở rộng thênh thang. Làm sao chúng ta mở sáng mắt trí tuệ? Chúng ta phải nhìn xem, phải xét kỹ đời sống con người sự thực như thế nào. Mạng sống của chúng ta được bao lâu? Trong khoảng thời gian sống của chúng ta có an ổn hoàn toàn không? Những người trước chúng ta và đồng thời với chúng ta có thực sự hạnh phúc không? Chỉ cần quan sát kỹ ba vấn đề này thì con mắt trí tuệ của chúng ta bừng sáng. Trước nhất, chúng ta quan sát mạng mình sống được bao lâu. Tức là không có gì bảo đảm và cố định hết. Chúng ta đang sống ở phút giây này là biết mình đang sống, qua phút giây khác chưa biết mình ra sao. Biết bao cái chết chóc đang chờ trực sẵn bên mình và trong người mình. Bước đi sẩy chân cũng có thể té chết, lái xe sơ ý cũng có thể đụng chết, ngồi phi cơ hỏng máy cũng bị rơi chết, một mạch máu não dở cũng chết, quả tim ngừng đập cũng chết, vân vân. Bởi thế Phật bảo, mạng người sống trong hơi thở. Đã biết mạng sống mình là bất định, là vô thường, không có một tí gì bảo đảm, tại sao chúng ta không thương yêu nhau, đùm bọc nhau trong những giờ phút mà chúng ta còn được sống với nhau? Tham lam thù hận để làm gì? Để cho ai? Khi mạng sống của mình rất mỏng manh, rất tạm bợ, tại sao chúng ta không xí xóa cho nhau, không hòa thuận với nhau, để cho những phút giây sống này được an lành vui vẻ? Chính nhờ thấy rõ mạng sống của mình chợt còn chợt mất mà lòng tham lam thù hận tan biến dần, lòng thương nhân loại cùng chung số phận như mình càng rộng mở. Thứ đến, chúng ta quan sát xem, từ khi mở mắt chào đời đến giây phút chúng ta hiện sống này, toàn khoảng thời gian đó đời sống của chúng ta có hoàn toàn an ổn không? Chắc chắn ai cũng trả lời rằng không. Bao nhiêu năm qua, đời sống của chúng ta đã từng trải lắm nỗi gian truân bao lần đau khổ. Nào là thân thể bệnh hoạn, nào là gặp cảnh bất như ý, nào là làm ăn thất bại, nào là tình đời đen bạc. Ôi làm sao mà kể cho hết. Đời sống của chúng ta đã khổ như thế, đời sống của người nào có khác gì? Tại sao chúng ta không thương yêu, không thông cảm, cùng chia sẻ nỗi khổ cho nhau, lại ôm thù chuốc hận làm gì? Đã cùng chung thân phận đau khổ như nhau, chúng ta nên khuyên lên an ủi
để làm vơi cạn đôi phần đau khổ cho nhau. Đây là quá trình thương đang chớm nở trong lòng chúng ta. Cuối cùng, chúng ta hãy quan sát những người trước và những người đồng thời với chúng ta, có ai hoàn toàn hạnh phúc chăng? Những người trước chúng ta, có những kẻ một thời nổi tiếng hào hoa phong nhã, đến nay chỉ còn là thân tàn ma dại. Có những người một thuở oanh liệt hào hùng, nhưng hiện nay là kẻ phế nhân. Có những người trước kia thừa tiền mứa của, nay chỉ còn là kẻ bần hàn. Đến những người sống đồng thời với chúng ta, có những bạn thân đã từ già chúng ta đi về thế giới bên kia. Có những người đang bị bán thân nằm trên giường bệnh. Có những kẻ làm ăn không đủ sống. Có những người thừa của thì con cái lại mất nết hư thân. Những kẻ trước và người đương thời, kể cả chúng ta, có ai dám bảo rằng đời tôi hoàn toàn hạnh phúc? Cuộc đời đã không hạnh phúc thì chúng ta say mê nó để làm gì? Tại sao chúng ta không đánh thức nhau, lay tỉnh nhau, đừng để cạm bẫy của cuộc đời lừa? Hạnh phúc của cuộc đời chỉ là cái bóng mờ trước mắt, đuổi bắt chúng chỉ chút nhọc nhằn. Vì tranh nhau đuổi bắt hạnh phúc nên con người phải va chạm nhau, nảy sinh oán hận, thù địch nhau, tạo thành chuỗi khổ đau vô tận. Chúng ta xét kỹ, thấy rõ rồi, cố gắng đánh thức, kêu gọi nhau hãy dừng chân, đừng đuổi bắt vô ích. Đây là tình thương chân thật phát xuất từ đáy lòng của chúng ta. Qua ba phần quán sát trên, khiến chúng ta mở sáng mắt trí tuệ. Từ đây dấy khởi tình thương chân thật. Chính tình thương này mới không bị giới hạn, không có điều kiện hạn chế và mở rộng thênh thang. Nhờ trí tuệ sáng ngời này, ba thứ độc tham sân si mới chịu lùi bước. Song muốn có trí tuệ, chúng ta phải có những phút giây an tĩnh, ngồi lại quán sát tận tường. Chúng ta đừng bị suốt ngày chôn mình trên bàn giấy, trong cơ sở tối lại dán mắt trên màn ảnh TV, thì trí tuệ chúng ta không có cơ hội phát triển. Tuy nhiên, cội nguồn tình thương chưa hẳn khô cạn, vẫn còn những mạch nước ngầm trong lòng đất dân loại mà chúng ta ít khi khơi dậy. Chính đây là những tia hy vọng của con người, của những nhà đạo đức chân chính. Một bà Phật tử thuật chuyện cho tôi nghe. Bà là một người đang sống ở đô thị, quê bà ở tỉnh Vĩnh Long, cách xa tỉnh khoảng 20 cây số. Một lần bà về quê, đến tỉnh Vĩnh Long sang xe về quê bà. Một chiếc xe cũ kỹ mà hành khách chật như nêm. Xe chạy khỏi tỉnh khoảng 5 cây số, có một hành khách đón xe giữa đường. Xe dừng rước khách. Bà thấy một cậu thanh niên độ trên 20 tuổi, mặc quần cụt áo sơ mi. Chú lơ xe thúc lên nhanh. Cậu thanh niên vội vàng phóng lên xe, chân chạm phải kính cửa xe toát da đổ máu. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh bà mà vết thương ở bắp chân vẫn tuôn máu. Bà trông thấy liền mở túi sách lục soát, tìm được một ít bông gòn. Bà xé đưa cậu ta, bảo chậm máu và đè cứng chỗ vết thương. Bà lục trong túi được chai thuốc đỏ, mớ bông gòn còn lại bà thấm thuốc đỏ đắp lên vết thương. Thấy máu còn chảy, bà lôi chiếc khăn tay trong túi ra xé đôi, băng địch lại thật chặt. Kế đó còn thừa một ít bông gòn, bà thấm thuốc đỏ lau chung quanh vết thương cho cậu. Cậu thanh niên được bà cụ 70 tuổi săn sóc vết thương một cách nhiệt tình thân thiết, khiến đôi mắt cậu nhìn bà với vẻ ngạc nhiên kính quý. Mọi người trên xe đều hướng mắt nhìn bà với cái nhìn mến phục. Đến điểm xuống xe, cậu thanh niên bước xuống trước, vết thương ở chân đã khô máu, bà cụ xuống sau. Cậu chờ bà cụ xuống xong, cúi đầu chào bà rồi mới ra đi. Đi một đoạn, cậu còn nhìn xem bà lão đi về lối nào. Cũng bà Phật tử trên, bà dẫn một đứa cháu ngoại trai độ 13 tuổi lên tu viện chân không thăm chúng tôi. Gặp lúc chư tăng sẽ mít chính, nhằm loại mít ngon nhất vườn chùa để dùng trong nửa giờ nghỉ công tác. Thầy tri khách chia hai bà cháu một phần khiêm nhường dùng lấy thảo. Hai bà cháu dùng độ 10 búi mít, còn lại 1/3, bà bảo cháu.
bà cháu mình dùng 1/3 này để cho người ăn xin. Thằng bé đang ăn ngon miệng nên phải dừng tay. Bà đi tìm một bao ni lông rửa sạch, lột từng búi mít bỏ vào bao ni lông. Xong xuôi bà cột lại để vào túi sách. Vài giờ sau, hai bà cháu từ nhà chúng tôi xuống chợ về thành phố. Xuống chợ, bà đi tìm những người ăn xin tặng mít cho họ xong, bà mới lên xe về. Mấy múi mít thật không có giá trị bao nhiêu, nhưng khi mình đang ăn ngon miệng mà nhớ đến những người ăn xin ở đầu đường xó chợ, không được nếm món ăn này, bà liền dừng tay, ngăn cháo để nhường phần cho những người xấu số ấy. Thật là một tấm lòng vàng ngọc, một tình thương tràn trề ở thế gian này ít thấy. Thử nghĩ, nếu tất cả chúng ta đều có một tình thương vô hạn như bà, thì xã hội đang nghèo khó của chúng ta sẽ giảm khổ đau biết mấy. Còn nhiều người có tấm lòng vàng như bà, hoặc trội hơn, mà chúng tôi chưa biết. Có khi đã biết mà lại quên. Mong rằng nhân loại sẽ được nhiều người luôn nhớ đến những kẻ khổ đau để chia cơm sẻ áo với họ, khiến hành tinh chúng ta sẽ trở thành cõi cực lạc ở mai sau. Tình thương vô điều kiện không giới hạn, nhà Phật gọi là tâm từ bi. Tâm từ bi này nhờ động cơ trí tuệ thúc đẩy mới đủ sức đập tan những cánh cửa bản ngã, gia đình, phe nhóm, tôn giáo, quốc gia, mở rộng thênh thang không giới hạn. Người sẵn tâm từ bi thì khi mình được ăn ngon, nhớ đến kẻ đói khát, mình thành công thương người thất bại, mình vui sướng nhớ đến kẻ khổ đau, mình giàu sang nghĩ đến kẻ nghèo khó. Mình hơn thương kẻ thua, do đó mà dứt được tâm ích kỷ ngạo mạn. Nhân loại đang đau khổ lắm rồi, chúng ta không thể giang tay cứu vớt hết được. Ít ra chúng ta cũng đừng chồng chất khổ đau thêm, khiến quá sức chịu đựng của con người. Chúng ta hãy kêu gọi nhau thức tỉnh cơn ngủ si mê, đừng chạy theo tham lam cuồng nộ, dừng tay gieo rắc đau khổ lên nhau. Hạnh phúc không bao giờ có nếu con người ích kỷ tham lam. Hạnh phúc không bao giờ có ở con người si mê cuồng nộ. Hạnh phúc chỉ có với người luôn chan rãi tình thương. Cuộc đời tương đối mà. Hầu hết chúng ta đều mắc phải cái bệnh đòi hỏi tuyệt đối. Giàu thì muốn mình giàu hơn tất cả, sang cũng muốn mình sang hơn tất cả, cho đến đẹp, giỏi, khen đều là hơn tất cả. Có cái gì thua kém hơn người là buồn tủi, bực dọc, không hài lòng. Do đó, cuộc sống ít khi có hạnh phúc, vì thế mình còn thua người này kẻ nọ, hoặc than trách người thân của mình sao không được như ý mình muốn. Những nỗi khổ đau buồn bực ấy đều do không hiểu cuộc đời tương đối mà. Muôn vật tương đối. Muôn vật hiện có trên cõi đời đều là tương đối. Người thì có nam nữ, loài vật thì có giống cái giống đực, điện thì có điện âm, điện dương. Từ lý tương đối ấy mà sinh ra vạn vật. Chính lý tương đối là gốc sinh hóa vô cùng vô tận. Nếu chúng ta tách rời sự vật ra từng phần đơn độc thì sự sinh hóa phải dừng lại. Cuộc sống chúng ta là tương quan trong cái đối nghịch, sinh trưởng trong cái chống chọi. Như thế chúng ta làm sao tìm ra sự bình an hoàn toàn, sự hạnh phúc miên diễn trong cuộc đời tương đối? Sáng suốt nhất là chúng ta nhìn sự tương đối là lý đương nhiên, không oán hận, không trách cứ trước mọi sự việc trái ngược nhau. Đồng thời chúng ta khéo lợi dụng lý tương đối tạo thành những công năng hữu ích cho con người. Thí dụ nước với lửa là đối nghịch nhau, song chúng ta khéo dùng lửa đun sôi nước để nấu chín các thức ăn. Điện âm, điện dương đối nghịch nhau, chạm nhau là tóe sáng. Con người khéo lợi dụng sự phát sáng đó tạo ra vô số công năng của điện. Chừng đó chúng ta mới thấy sự hữu dụng của nước và lửa, của điện âm và điện dương phục vụ cho con người một cách hữu hiệu. Chúng ta cứ sợ nước dập tắt lửa, tách rời xa chúng thì chúng ta có được lợi gì trong cuộc sống? Như vậy, chúng ta không sợ sự đối nghịch của vạn vật, mà chỉ khéo léo sử dụng sự đối nghịch một cách hữu hiệu trong cuộc sống của chúng ta. Bản thân con người tương đối.
Con người có hai phần vật chất và tinh thần. Cả hai phần này đều là tương đối. Phần vật chất, Đức Phật phân tích một cách đơn giản. Trong cơ thể con người do bốn thứ cấu tạo thành. Phần cứng rắn là đất, phần thấm ướt là nước, phần nóng ấm là lửa, phần chuyển động là gió. Bốn phần này chung hợp làm thân con người và tồn tại một thời gian. Nếu thiếu một trong bốn phần, thân này phải bại hoại. Bản thân bốn phần này lại đối nghịch nhau, nước chống với lửa, gió chọi với đất. Cho nên trong thân khi nước thành lửa suy thì sinh ra bệnh lạnh hoặc phù thủng. Ngược lại, khi lửa thành nước suy thì sinh ra bệnh nóng nhức đầu. Khi gió thành đất suy thì sinh ra bệnh đau nhức khắp thân thể. Khi đất thành gió suy thì sinh ra bệnh tê liệt, khó thở. Do đó, mang thân này suốt đời chúng ta phải lo điều hòa tứ đại. Tứ đại được điều hòa thì thân mới khỏe mạnh an ổn, ngược lại thì đau yếu liên miên. Bốn thứ đối nghịch này chúng ta có nên hủy hoại nó không, nếu chúng ta còn muốn sống? Hay mỗi ngày chúng ta cố gắng điều hòa chúng để cho thân này được an ổn? Bốn thứ thù địch nhau, song nhờ bốn thứ mà thân này mới tồn tại. Như thế chúng ta sợ ghét sự chống đối hay khéo điều hòa sự chống đối. Muốn thân này được sống còn, an ổn, không cách nào hơn, chúng ta phải biết điều hòa chúng một cách thích hợp. Đó là khôn ngoan, là biết sống. Phần tinh thần. Nội tâm chúng ta đối nghịch nhau rất là phức tạp. Ở đây tạm chia tâm niệm thiện và tâm niệm ác đối nghịch nhau. Song khi niệm ác dấy lên thì niệm thiện ẩn đi. Ngược lại, khi niệm thiện dấy lên thì niệm ác trốn mất. Hai thứ đối nghịch mà không đồng thời. Vì thế, nếu biết tu, chúng ta luôn nuôi dưỡng niệm thiện thì niệm ác lặng mất. Nếu người không biết tu, cả ngày dung chứa niệm ác thì niệm thiện không bao giờ xuất hiện. Nuôi dưỡng niệm thiện là bậc hiền thánh, dung chứa niệm ác là kẻ bạo tàn. Chúng ta trọn quyền tạo lập cho mình một chỗ đứng vào hàng thánh thiện. Cũng chính chúng ta tự bước lùi vào hang quỷ, chỗ thú cặp. Không ai bắt buộc, không ai lôi kéo chúng ta đến nơi này hay nơi nọ. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta tu quán từ bi để trừ tâm sân hận, quán tứ niệm xứ để diệt mê lầm, hoặc niệm danh hiệu Phật để ác tạp niệm. Chúng ta có đủ khả năng làm hiền thánh, chúng ta cũng có đủ chủng tử ngạ quỷ súc sanh. Bởi vậy nói tu tâm là chúng ta khéo điều phục những tâm niệm xấu ác, nuôi dưỡng những tâm niệm hiền thiện. Khi sắp lâm chung, những tâm niệm nào mạnh sẽ lôi chúng ta đến cảnh tương xứng, vì tâm niệm là gốc của luân hồi sinh tử. Thế thì bản thân chúng ta, từ vật chất đến tinh thần đều là tương đối. Như vậy chúng ta không ưa tương đối, chạy trốn tương đối có được không? Quả là điều dại khờ. Chúng ta phải khôn ngoan sáng suốt, tìm mọi cách điều hòa cho thân an ổn, chinh phục cho tâm hiền thiện. Đây là việc làm của người biết sống và sống dương lên. Tương quan mình và người. Trong cuộc sống, tương quan giữa mình và mọi người chung quanh, hầu hết chúng ta mắc phải cái bệnh cầu toàn trách biệt. Chúng ta đòi hỏi những người sống gần với mình phải vẹn toàn 100% như ý mình muốn, phải đầy đủ hoàn toàn những điều như tâm mình tưởng. Nếu những người thân chỉ được 80%, trong sự đòi hỏi của mình, sống gần gũi lâu ngày còn 20%, bất như ý này sẽ làm cho chúng ta sinh bực bội chán chường. Sao chúng ta không đặt lại câu hỏi, chính mình có được vẹn toàn mọi điều như ý mình muốn chăng? Hẳn là không. Mình đã không được vẹn toàn, sao lại đòi hỏi người phải vẹn toàn? Có phải là bất công phi lý không? Ngày xưa ở các nước Đông Phương, quyền lập gia đình cho con cái là ở cha mẹ. Cha mẹ định sao, con cái phải nghe vậy. Do đó, có những gia đình vợ chồng không hòa thuận, vì không cảm thông nhau nên đi đến đổ vỡ ly dị. Ngày nay ở các nước Tây Phương, con cái được quyền chọn lựa đôi bạn cho mình. Họ có quyền sống gần với người họ chọn lựa một thời gian, sau đó mới quyết định thành đôi bạn hay không. Cha mẹ không được can thiệp đến đời tư của họ. Thế mà khi đã thành đôi bạn lại vẫn ly dị nhau. Đây là lỗi tại ai? Cha mẹ ép buộc chăng?
Quả thật, đây là cái bệnh đòi hỏi vẹn toàn 100% theo ý mình muốn. Bởi không có ai thỏa mãn sự đòi hỏi của mình nên tự thân biến thành sân. Thế là cứ ly dị mãi, đến già trở thành người cô độc. Chúng ta còn thêm lắm bệnh. Nào là muốn ai cũng khen mình, có người chê là buồn khổ. Muốn mọi người gần mình phải tuyệt đối tuân theo sự sắp đặt của mình. Nếu 80 điều họ theo, còn 20 điều họ chống là giận dữ bực tức. Đòi hỏi người thân của mình phải tốt tuyệt đối. Nếu họ có vài ba điều xấu, liền chán nản, muốn lánh xa. Đến tình cảm thương yêu cũng vậy, bắt buộc người thân của mình phải thương yêu mình tuyệt đối. Nếu bị chia sẻ cho ai, dù người ấy là thân thuộc hợp lý, vẫn cảm thấy buồn. Chính vì lòng tham lam đòi hỏi quá đáng, khiến người chung quanh chúng ta từ từ muốn xa lánh chúng ta. Đây là vì không biết cuộc đời là tương đối, nên không thông cảm với mọi người chung quanh. Kết quả từ chuốc lấy khổ đau, cô độc. Trái lại, chúng ta tập nhìn mọi người với cặp mắt tương đối, không đòi hỏi quá đáng, dễ cảm thông tha thứ nhau. Được vậy thì đời sống sẽ vui tươi, người thân đông đảo, dễ dàng đạt được hạnh phúc. Bệnh thần tượng. Chúng ta dễ mắc cái bệnh thần tượng quá. Người mình quý kính. Người mình quý kính là thánh thiện 100%. Nếu thân cần thời gian, thấy gì ấy có một vài điều còn phàm tục, thần tượng liền sụp đổ. Từ đây ta sinh tâm khinh lợn cho đến bất mãn, không còn tin tưởng vào ai nữa. Đây là một trọng bệnh, khiến ta tự cao ngạo mạn, mất hết lòng tin. Khi trước do tin vào bậc thầy thánh thiện nên ta tinh tấn tu hành, nay mất lòng tin rồi, sinh bê tha hư đốn. Tại sao ta không xét nét kỹ càng xem bậc thầy kia hơn mình bao nhiêu phần? Nếu ta có 20%, tốt. Vị thầy có 40% hay 60% thì rất đáng cho mình học tập theo. Vì vị ấy đã tốt hơn mình gấp đôi gấp ba, còn chê trách nổi gì? Bởi vì vị thầy chưa phải là thánh, là Phật, làm sao hoàn toàn thánh thiện được? Chúng ta cảm thông vị ấy đang tu, là còn những cái dở để sửa, để bỏ. Bồ Tát vẫn còn vi tế vô minh. Nếu sạch hết vô minh là thành Phật. Biết rõ cái tốt của những gì mình quý kính là tương đối, thì mình kính tin vừa phải, chừng mực, không thần tượng quá. Nếu thấy vị ấy có vài nét phàm tục, mình cũng cảm thông bỏ qua, vì đây là người đang tu, đang tiến, đừng đòi hỏi quá đáng. Hoặc giả ngày xưa mình tin vào vị thầy gần như tuyệt đối, vị ấy dạy gì mình cũng cố gắng làm cho được, nhờ đó trên đường tu mình tiến bộ vượt bậc. Nay mình mất lòng tin ở vị thầy ấy, xin tâm lui sụp, đây là điều sai lầm. Tại sao mình không nghĩ ta tu là ta tiến, thầy tu thì thầy tiến? Đâu phải thầy tu hay ta mới tiến, thầy tu dở ta bị lùi. Phải tin vào mình, phải trông cậy vào mình. Phật dạy, các ông phải tự thắp đuốc lên mà đi. Lại, các ông phải tự làm cồn đảo cho mình. Thế nên không vì thần tượng sụp đổ mà ta lùi bước. Chính chúng ta phải nhìn các bậc thầy quý kính vẫn là tương đối, thì chúng ta khỏi chế giới khi trông thấy vài nét phàm tục của các ngài. Lục Tổ dạy 36 pháp đối. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ dạy đệ tử, sau này có ai hỏi đạo nên dùng 36 pháp đối để trả lời thì không sai tông chỉ nhà thiền. Nếu người hỏi có lấy không đáp, người hỏi sáng lấy tối đáp. Tại sao? Vì như nơi không mà lập có. Bởi có cái không mới thành lập cái có, không có cái không thì cái có cũng chẳng thành. Ngược lại, nhân cái có mà lập cái không, nếu chẳng có cái có thì cái không cũng vô nghĩa. Đến cái sáng cái tối cũng thế, do tối mới lập sáng, nhân sáng bất nó là tối. Hai cái nương nhau mà thành, không có thật pháp. Tất cả sự vật ở thế gian đều là đối đãi nhau mà lập, không có một pháp nào thật. Thế mà chúng ta chấp thật pháp, thật ngã, tăng trưởng si mê, chìm đắm mãi trong biển luân hồi sanh tử. Dưới con mắt của Phật, của Tổ, thấy rõ các pháp như quyển, như quá, nên các ngài ung dung tự tại, vượt ra ngoài dòng sanh tử luân hồi. Thế tất cả là tương đối, hư giả, là cái thấy của người giác ngộ.
chỉ tâm chẳng sanh chẳng diệt là tuyệt đối. Tuy nhiên, trong cuộc đời, tương đối vẫn có cái tuyệt đối mà ít ai biết đến. Chúng ta cứ quen chạy theo hình sắc thanh âm là những thứ vô thường sanh diệt. Ngay cái sanh diệt lại đòi cho được tuyệt đối. Quả là chúng ta bắt bóng mò trăng. Làm gì có, ngay cái đối đãi sanh diệt là tuyệt đối vô sanh. Khi chúng ta dính theo hình thức sự vật mà mong được cái chân thật chẳng sanh chẳng diệt. Hãy nghe hai câu sau trong bài kệ Trình Kiến Giải Lên Ngũ Tổ của người cư sĩ họ Lư. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Bản lai vô nhất vật, hà sứ nhà trần ai. Có vật là vô thường sinh diệt, dù cứng dù chất kim cương cũng là sinh diệt. Chỉ có tâm thể không hình tướng, không giấy động mới là bất sanh bất diệt. Tâm thể vượt ngoài đối đãi hai bên, vĩnh hằng bất biến. Vừa thấy hai bên là mất tâm thể rồi. Cho nên Tổ Tăng Sáng kết thúc bài Tính Tâm Minh, ghi tinh tâm. Tinh tâm không hai, không hai tinh tâm. Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Có hai là còn đối đãi, không hai thì đối đãi với cái gì? Chính cái vượt ngoài đối đãi mới thực là tuyệt đối. Cái tuyệt đối có sẵn nơi mọi con người chúng ta, không phải tìm kiếm bên ngoài. Biết buông tâm niệm đối đãi, sống bằng thể không đối đãi là người giác. Trái lại, chạy theo tâm niệm đối đãi sinh diệt, quên mất tâm thể bất sanh bất diệt là người mê. Kết thúc, con người chán nản ê chề, khổ đau cùng cực vì những thần tượng của mình dựng lên đều sụp đổ. Còn tin tưởng vào đâu khi lòng tin tuyệt đối dồn vào các thần tượng mà nay tan vỡ hết rồi. Đây là người mắc bệnh thiếu thực tế, lúc nào cũng lý tưởng quá kẻ khác. Khi lý tưởng bị thất vọng, họ đâm ra thù ghét chán chường. Cộng thêm bệnh đòi hỏi quá đáng, khiến họ không bằng lòng một người nào trên thế gian này. Thế là họ đang sống trong đông đảo quần chúng mà cảm thấy như mình lang thang trong bãi sa mạc. Sự chán đời tuyệt vọng của những người này phát xuất từ gửi gắm tất cả lòng tin vào kẻ khác. Chúng ta phải khôn ngoan nhìn mọi người bằng con mắt tương đối, tin mọi người bằng lòng tin giới hạn. Chúng ta sẽ bằng lòng trong cuộc sống này và sẽ cảm thông tha thứ những người thân mình khi họ phạm phải sai lầm. Chúng ta còn chỗ nương tựa duy nhất là chính mình. Mình sẵn có hòn ngọc quý mà lâu nay đã quên lãng. Hôm nay khéo tay mở chéo áo lấy hòn ngọc đem ra dùng, đời ta sẽ hạnh phúc biết là bao. Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học. Phật là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn. Đức Thích Ca Mâu Ni là người đã giác ngộ nên chúng ta gọi ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết mọi chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Từ chỗ giác ngộ này, Đức Phật chỉ dạy các môn đồ còn ghi chép lại thành tạng kinh. Trong tạng kinh chứa đựng đầy dẫy những chân lý, dù trải qua hơn 25 thế kỷ vẫn còn giá trị nguyên vẹn, không do thời gian làm suy giảm. Ngày nay, chúng ta nghiên cứu tạng kinh thật chín chắn, càng phát hiện những chân lý ấy gần gũi và thích hợp với khoa học một cách không ngờ. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới thiệu tổng quát vài nét cương yếu để độc giả suy gẫm. Về vũ trụ, Đức Phật ra đời trên 6 thế kỷ trước Công Nguyên, còn các nhà khoa học được biết đến mới có từ thế kỷ thứ 18 sau Công Nguyên. Thế mà ở thời ấy, Đức Phật nhìn trong vũ trụ, thấy thế giới nhiều không thể kể hết. Nên trong kinh thuộc Hán Tạng có những câu: hằng hà sa số thế giới, nghĩa là thế giới nhiều như các sông Hằng. Hoặc câu: di trần sát, nghĩa là cõi nước nhiều như những hạt di trần. Đến nay, các nhà thiên văn học nhờ nhuyễn vọng kính nhìn thấy trong bầu trời hư không có không biết cơ mang là thế giới. Vô số ngôi sao lấp lánh hiện trên nền trời trong lúc ban đêm mà mắt chúng ta nhìn thấy được là những hành tinh thế giới. Còn không biết bao nhiêu hành tinh khác quá xa mắt chúng ta không thể nhìn thấy được. Đây chính là bằng chứng cụ thể nhờ khoa học giúp chúng ta hiểu được lời Phật dạy cách đây trên 25 thế kỷ. Lại nữa, có lần Đức Phật cùng các thầy tỳ kheo đi vào rừng, nhìn thấy những lá cây rơi lả tả và những lá vàng úa sắp lìa cành, đồng thời có những chồi non vừa nảy lọc và những mầm vừa nhú khỏi vỏ cây.
Ngài dạy các thầy tỳ kheo, thế giới đang hoại, sắp hoại và đang thành, sắp thành, cũng như lá cây trong rừng đang rụng, sắp rụng và đang nảy chồi, sắp nảy chồi. Vì thế, Đức Phật thường dạy thế giới có bốn thời kỳ thành, trụ, hoại, không. Ngày nay, các nhà khoa học cũng thừa nhận thế giới phải trải qua bốn thời kỳ như thế. Đây là cái nhìn thích hợp giữa Phật học và khoa học mà cách nhau thời gian quá xa. Về dạng vật sinh thành và hoại diệt trên đời, dưới con mắt trí huệ của Đức Phật đều do duyên khởi. Duyên khởi là nhân duyên sinh khởi, không có một sự vật nào hình thành mà không do các duyên nhóm hợp. Nếu nói sự vật ngẫu nhiên tự thành hoặc có bàn tay bầu nhiệm nào tạo dựng đều không đúng sự thật. Đức Phật xác nhận vạn vật do nhân duyên tụ hợp thì thành, nhân duyên ly tán thì hoại. Sự thành hoại của vạn vật đều do duyên, là chỗ thấy như thật của Đức Phật. Bởi thế, trong kinh Phật thường dạy, các pháp do duyên khởi không có thực thể, các pháp do duyên khởi không có cố định. Không có thực thể là thuyết vô ngã, không có cố định là thuyết vô thường. Mà trong kinh thường nói chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã. Không khi nào có một nhân đơn thuần thành hình một vật, cũng không bao giờ có sự bất ngờ sinh ra một vật, mà phải đủ nhân đủ duyên mới thành. Vì vậy, Đức Phật không chấp nhận thuyết nhất nhân và thuyết vô nhân. Với sự thực này, ngày nay khoa học đã làm sáng tỏ, chúng ta không còn gì phải nghi ngại. Hơn nữa, trước mắt chúng ta thấy vô vàn sự vật, nếu đem ra phân tích đều do nhân duyên hợp thành, không có việc nào tự thành hay do một cái gì đó làm thành. Sự thật hiển nhiên này càng làm sáng tỏ lời Đức Phật dạy. Chúng ta thấy rõ Phật học và khoa học tuy thời gian cách xa mà không có giới tuyến ngăn cách. Vậy con người, khi Phật còn tại thế, Ngài nhìn trong bát nước thấy vô số vi trùng. Trong kinh Hán Tạng có câu: Phật quán nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng. Nghĩa là Phật nhìn trong bát nước thấy 84.000 vi trùng. Ngày nay, nhờ kính hiển vi, các nhà khoa học thấy trong nước có nhiều vi trùng. Lại nữa, Phật nhìn trong thân người thấy có vô số vi trùng. Trong kinh Hán Tạng có câu: Nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng, tại trung nhi trú. Nghĩa là trong thân người có vô số vi trùng đang trú ẩn bên trong. Điều này ngày nay chúng ta chỉ cần có chút ít kiến thức khoa học là không còn nghi ngờ gì nữa. Nghiệp lực. Nếu không có một đấng nào an bài, muôn vật làm sao được sanh thành, hoại diệt và sinh hoạt trong một trật tự nhất định? Nhà Phật nói, do sức nghiệp thúc đẩy và thu hút mọi vật hình thành. Khi mãn nghiệp thì hoại diệt, cũng do động lực của nghiệp nên mọi vật sinh hoạt trong một trật tự nhất định. Nghiệp là động lực lôi cuốn các duyên tụ hợp lại thành hình sự vật. Khi sức nghiệp mãn, các duyên ly tán thì sự vật hoại diệt. Nghiệp có khả năng cuốn hút sự vật quay cuồng trong quỹ đạo nhất định. Ngày nay, các nhà khoa học đã nói rõ sức quay và sức hút của mọi vật trong vũ trụ. Các hành tinh trong bầu vũ trụ, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều quay cuồng trong hư không và trong một quỹ đạo nhất định. Cho đến nhỏ như một hạt nguyên tử cũng quay cuồng và xoắn chặt vào nhau mà hình thành muôn vật. Động lực quay và hút này là do nghiệp lực tạo nên. Nghiệp là động lực lôi cuốn theo thói quen, đồng thời cảm ứng với vật khác đồng tính nên bị thu hút. Do nghiệp chi phối đến con người và muôn vật trên thế gian được thành hình và sinh hoạt trong một phạm vi nhất định nào đó. Khi sức nghiệp mãn, con người và muôn vật theo đó hoại diệt. Song nghiệp có thể chuyển đổi được, không phải cứng nhắc cố định vì nó là động lực. Tuy nhiên, thuyết nghiệp báo luân hồi đã có trước thời Đức Phật, xuất phát từ các kinh Phệ Đà. Song với tinh thần tôn trọng chân lý, Đức Phật xét thấy đúng sự thật liền ứng dụng đem về đệ tử tu hành. Trong đó, Đức Phật có sửa đổi những phần lệch lạc theo quan niệm Bà La Môn giáo để lý thuyết này được hoàn chỉnh hơn. Vì vậy, ngày nay mọi người đều thừa nhận thuyết nghiệp báo luân hồi là của Đạo Phật. Đạo Phật đặt trọng tâm ở con người. Chỗ thấy biết của Đức Phật đúng sự thật, hợp chân lý nên trải qua thời gian dài mà vẫn không sai chạy hay lạc hậu.
Đức Phật không dùng cái thấy biết tuyệt vời ấy để phân tích ngoại cảnh, sử dụng ngoại cảnh phục vụ con người. Ngài chỉ dùng cái thấy cái biết ấy để soi sáng thẳng vào con người, để thấy biết tường tận về con người từ thể xác lẫn tinh thần. Biết rõ con người rồi, Đức Phật dạy cách sống đúng tư cách con người, đồng thời chuyển hóa thân tâm để được an lạc trong hiện tại và mai sau. Có lần Đức Phật cùng các thầy tỳ kheo đi vào rừng Sima. Ngài dùng tay nắm một nắm lá cây đưa lên hỏi các thầy tỳ kheo: lá cây trong tay ta nhiều hay lá cây trong rừng nhiều? Các thầy tỳ kheo thưa: lá cây trong tay Thế Tôn rất ít so với lá cây trong rừng. Đức Phật dạy cũng thế, chỗ ta thấy biết nhiều như lá cây trong rừng, những điều ta dạy các ông ít như lá cây trong nắm tay. Điều này khi chúng ta thấy rõ, dù việc ấy đúng sự thật mà không cần thiết cho sự đào tạo xây dựng con người được an vui hạnh phúc hiện tại và mai sau. Phật vẫn không đem ra chỉ dạy. Phật chỉ dạy những điều cấp thiết để giải quyết mọi khổ đau cho kiếp sống con người. Vì tuổi thọ con người quá ngắn, 60-70 năm, không đủ thì giờ để học hiểu hết mọi điều trên thế gian này. Phần hệ trọng nhất nơi con người là tinh thần. Tinh thần sai sự thể xác tạo thành nghiệp lành, nghiệp dữ, cảm thọ quả khổ, vui ở hiện tại và vị lai. Cho nên bao nhiêu lời khuyên răn của Phật đều đặt nặng sự chuyển hóa nội tâm của con người. Con người nội tâm được trong sáng thì đời sống hiện tại đầy đủ ý nghĩa. Sau khi kết thúc cuộc đời, mọi sự sáng trong tươi đẹp đang sẵn sàng chờ chực. Đây là trọng tâm cứu khổ chúng sinh của Đức Phật Thích Ca, cũng là của Đạo Phật. Đạo Phật chủ trương giác ngộ, giải thoát, từ bi, bình đẳng. Đức Phật do giác ngộ nên thành Phật. Suốt đời giáo hóa của Ngài lúc nào cũng lấy giác ngộ làm trọng tâm. Người tu Phật mà thiếu giác ngộ là không phải người đệ tử chân thật của Đạo Phật. Khổ đau gốc từ vô minh, muốn hết khổ đau phải dứt sạch vô minh. Chỉ có ánh sáng giác ngộ mới dẹp tan được màn vô minh. Ngoài giác ngộ ra, không còn cách nào dẹp được vô minh. Như chỉ có ánh sáng mới dẹp được bóng tối, ngoài ánh sáng không có cái gì dẹp được bóng tối. Vô minh không tan thì đau khổ làm sao hết được. Vì thế, phương pháp duy nhất để cứu khổ chúng sinh là giác ngộ. Đây là nguyên nhân Đạo Phật lấy giác ngộ làm chủ yếu. Nhờ giác ngộ, con người mới giảng trạch được điều chân lẽ ngụy, thấy rõ cái gì rối buộc, cái gì tự do, nên chọn được lối sống thích ứng lẽ thật, phù hợp với tinh thần tự do. Tự do ở đây không có nghĩa là đòi hỏi bên ngoài, nơi kẻ khác, mà từ chiến thắng những các dòng đê hèn của mình, hàng phục được vọng tưởng điên đảo của nội tâm. Đúng với câu Đức Phật dạy, thắng một vạn quân không bằng thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Tinh thần tự do của Đạo Phật là làm chủ toàn vẹn thể xác lẫn tinh thần của chính mình. Đó là tự do tuyệt đối, cũng là giải thoát của Phật dạy. Đem vui và giải thoát khổ cho chúng sanh là lòng từ bi của Đạo Phật. Muốn cho mọi người hết khổ được vui, tu sĩ Phật giáo lúc nào cũng đưa cao ngọn đuốc chánh pháp cho mọi người mồi để cùng thắp sáng trong ngôi nhà tâm tối muôn đời của mình. Bản thân mình, người tu sĩ phải chiến thắng phiền não để làm mẫu mực và chỉ dạy người dẹp trừ phiền não. Vô số khổ đau của chúng sanh đều phát xuất từ si mê và phiền não. Thiếu thốn vật chất là đau khổ đã đành. Có khi thừa mới vật chất, người ta vẫn đau khổ như thường. Cho nên trí tuệ là hoàn ngọc quý để đổi lấy của cải và sự nghiệp. Trí tuệ là ngọn đuốc soi sáng cho chúng ta tránh khỏi lạc lối lầm đường. Dứt một phần phiền não, chúng ta được một phần an lạc. Hoàn toàn sạch phiền não thì còn gì làm phiền lụy chúng ta. Sau khi mở sáng con mắt trí tuệ và dứt sạch phiền não, con người mới được an vui tự tại đầy đủ. Người tu sĩ Phật giáo tha thiết cứu khổ chúng sanh bằng cách tận lực chỉ dạy cho mọi người thực hiện được trí tuệ và tự do. Phật giáo nhìn chúng sanh đều bình đẳng trong bản tánh, chỉ có sai khác trên nghiệp tướng. Nghiệp tướng là cái sinh diệt biến động, bản tánh chưa bao giờ sinh diệt đổi thay. Cái sinh diệt biến động là tạm bợ. Đã tạm bợ, dù sai khác thế mấy cũng không quan trọng.
chính cái tối quan trọng là bản tánh thường hằng của chúng sanh. Cho nên Đức Phật thường dạy, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đó là lối nhìn bình đẳng của Phật giáo. Thấy thấu được lẽ này, chúng ta sẽ dứt được tâm tự cao ngã mạn và không còn dám khinh thường một ai. Đây là nền tảng đạo đức chân thật, nên Bồ Tát thường bất khinh, thấy ai cũng nói, tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Đã sẵn có tánh Phật thì người nào tu chẳng được, chỉ do chưa thức tỉnh và lười nhác mà thôi. Do cái nhìn thấu suốt này, người tu theo đạo Phật không bao giờ có tâm kỳ thị với bất cứ nhóm nào, cũng không có tâm khinh khi miệt thị ai. Đạo Phật lấy giác ngộ làm gốc rễ, lấy giải thoát làm hoa trái, lấy từ bi và bình đẳng làm nhựa sống. Bốn yếu tố này rất thân thiết với nhân loại văn minh. Bất cứ nền văn minh chân chính nào cũng đòi hỏi con người phải có đủ trí tuệ sáng suốt, thông thả tự do, tình thương làm giới cạn đau khổ cho con người, bình đẳng, không chấp nhận giai cấp, không kỳ thị tôn giáo, chủng tộc, màu da. Nếu thiếu một trong bốn yếu tố này, dù nói văn minh vẫn chưa thực sự văn minh. Đứng từ góc độ này mà nhìn, chúng ta thấy Đức Phật quả thực đã đi trước các nhà khoa học khá xa. Chúng ta bây giờ tu là tu cái gì? Có nhiều vị Phật tử than rằng, tôi bệnh hoạn quá, làm sao mà tu cho được? Quý vị có nghe người ta than như vậy không? Đó là họ chưa biết tu. Họ tưởng rằng tu là phải đi chùa cho nhiều, tụng kinh cho giỏi, niệm Phật cho hay. Tụng kinh, đi chùa, niệm Phật mới tu, còn ngồi ngoài chợ bán thì thôi khỏi có tu. Nhưng đó là một cái hiểu lầm rất lớn. Đây tôi chỉ cho quý vị thấy, tu là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện. Nghiệp ác là từ đâu? Từ hành động của thân. Như thân mình làm điều gì thì lựa lành mình làm, giữ mình tránh, đó là mình tu. Tôi thí dụ như mình là người buôn bán, mình bán hàng, cái món hàng mình để bên đây là đồ thiệt, bên kia là đồ giả. Bây giờ có người khách lại mua đồ thiệt, trả giá được rồi, người khách vừa xoay mặt đi chỗ khác, mình lấy đồ giả mình tráo qua, thì hành động đó thiện hay ác? Ừ, hành động đó là ác, có phải vậy không? Như vậy là không biết tu. Nếu có người hỏi mua đồ thiệt thì mình bán đồ thiệt đâu đó đàng hoàng, tuy cũng mua bán mà đâu có phải là ác. Nếu quý vị ra ngoài đường thấy bà cụ già hơn mình, tay xách giỏ nặng quá, mình hỏi, thưa bà đi về đâu? Bà nói, tôi về con đường thẳng đó. Thấy về cùng con đường với mình xách giùm bà và tới chỗ giao lại cho bà rồi mình đi, không cần ơn nghĩa gì hết, hành động đó là thiện hay ác? Đó là hành động thiện. Như vậy quý vị có tu chưa? Như vậy là tu rồi. Cái việc đó quý vị nghĩ là ai cũng làm được phải không? Mình đi ngoài đường mình cũng làm được như vậy. Lựa là phải tới chùa mới làm đâu. Giả sử ngồi bán hàng, quý vị bán món hàng đó đáng là 1.000 đồng, có người khách lại hỏi mua, quý vị nói khách là 1.200 đồng. Khi nói là 1.200 đồng, nghĩ rằng họ sẽ trả 1.000 đồng bán là vừa, nhưng họ không trả giá 1.000 đồng, mà trái lại họ chỉ trả có 300 đồng. Nghĩ có nổi giận không? Nếu khi đó quý vị là người bán hàng không biết tu thì sẽ làm sao? Nổi giận rồi la hét người ta, có phải vậy không? Mà la hét rồi thì cái miệng mình nói lời lành hay dữ? Lời dữ là không biết tu, là tạo nghiệp ác. Còn trái lại, mình mà biết tu thì họ trả giá như vậy thì mình chỉ cười, chị trả chưa tới giá, bán không được, chị mua chỗ khác. Bởi vì người ta trả giá chứ người ta đâu có lấy đồ mình mất đâu mà la. Hễ trả vừa giá thì bán, không vừa thì thôi, mình bán không được thì của mình cũng còn nguyên đó, chứ có mất đi đâu. Như vậy quý vị thấy ngồi giữa chợ có tu không? Chính nơi đó mới thật là tu. Tu như vậy mới là tu chân chính. Chớ đi vô chùa lạy Phật cả chục lạy, Phật cũng không gật đầu. Giả sử mình có vô lễ, Phật cũng không lắc đầu. Phật làm thinh, không có khen mà cũng chẳng chê.
Chỉ có kẻ phàm phu ở thế gian, họ mới có khen, có chê. Mình làm điều tốt thì họ mừng, họ khen. Mình làm điều xấu thì họ giận, họ chê. Như vậy thì tu với chúng sanh, chứ đâu có tu với Phật. Mà Phật tử của mình bây giờ chỉ tu với Phật, chứ không có tu với chúng sanh. Nhiều khi đi chùa tụng kinh trước Phật thì nghiêm trang lắm, tề chỉnh lắm. Nhưng ra đường rồi thì ai sao mềm dậy, ăn thua đủ. Không thua ai một lời nào hết. Như vậy là biết tu chưa? Đó là đâu có biết tu. Bởi vì nếu biết tu là sửa nghiệp ác thành nghiệp thiện. Những lời nói ác ngày xưa chưa biết thì mình có thể nói thành tội lỗi vì nói lời ác. Nhưng bây giờ thì biết rồi thì dè dặt từng một lời nói. Một lời nói thốt ra mình cân nhắc rõ ràng. Đáng nói lời lành, lời thiện mới dám nói, chứ không dám nói một lời ác. Như vậy quý vị thấy ra chợ mình cũng tu phải không? Rồi bây giờ về nhà có tu không? Gặp con chồng mà nói rầy gì đó, có nổi quạo không? Đi bán ngoài chợ mệt rồi, về nhà gặp chồng con còn nói lời này lời nọ, liền nổi tức lên, thì lúc đó có tu không? À, lúc đó thì tha hồ muốn nói lời gì thì nói. Như vậy cho nên chồng con mới nói: tu gì? Tu hú chứ tu gì? Tu gì mà còn hung dữ quá? Đó là tại quý vị chưa biết tu. Chứ về nhà với chồng con, với người trong gia đình mình cũng phải tu nữa. Bởi vì ngoài chợ quý vị thấy tu, nhưng mà chưa khó bằng ở trong nhà. Tu với người ở trong nhà dễ hay khó? Khó. Như vậy thì về nhà còn tu nhiều hơn nữa. Thay vì hồi xưa quý vị đi làm mệt, về con cái nó nói một lời không vừa ý mình thì mình la hét. Bây giờ mình biết tu rồi, con cái nó có làm trái ý mình thì mình cũng bình tĩnh, nói nhỏ nhẹ, hòa nhã, từ từ. Đó là quý vị biết tu. Như vậy quý vị đi chùa về nói chuyện rất hiền hòa. Hồi xưa la hét, bây giờ hiền hòa, thì con cái nó khen hay chê? Ồ, má tôi hay quá, mới đi chùa có mấy tháng mà tiến bộ như vậy. Còn nếu đi chùa tụng kinh mà về nhà thì la hét, như vậy thì nó nói làm sao? Má không có tu gì hết. Quý vị mới thấy cái tu của chúng ta lầm rồi. Chúng ta cứ nghĩ rằng đi chùa mới tu, giờ tụng kinh mới tu thì ít quá. Một ngày có 24 tiếng mà mình ngủ hết 7-8 tiếng, còn bao nhiêu giờ còn lại mình phải tu luôn luôn, chứ đâu phải tới chùa tụng kinh một tiếng đó là tu. Còn ngoài ra thì tha hồ, mười mấy tiếng đồng hồ tạo ác, rồi tu có một giờ thì làm sao gỡ cho kịp, làm sao chuộc cho hết. Bởi vậy tu là phải tu quanh năm mãn tháng, trọn ngày, chứ không phải chỉ có tu một lúc mà thôi. Mọi hành động của quý vị, hành động nào cũng phải chọn lựa. Hành động ác thì không làm, hành động thiện thì cố gắng làm, đó mới chính là tu. Một lời nói dữ thì không nói, lời nói hiền thì nói, đó là tu. Một ý nghĩ xấu thì dừng lại, đừng cho nó nghĩ. Ý nghĩ tốt thì tiếp tục nghĩ, cho nó phát triển, đó là tu. Như vậy quý vị có thấy lúc nào là lúc không tu không? Ngồi chơi, vừa khởi nghĩ giận ai đó thì bỏ liền, đó là xấu, không dám nghĩ phải không? Vừa khởi nghĩ biết đó là xấu, không dám nghĩ. Nghĩ đến việc người kia nghèo, tội nghiệp, họ đương khổ, mình nghĩ cách giúp họ, thì cho nó nghĩ. Nghĩ như vậy đó là tu. Quý vị thấy thân mình, miệng mình luôn luôn chọn cái nghiệp lành mà làm, nghiệp ác mình tránh. Đó là mình muốn luân hồi trên đường nào? À, đường người và đường trời phải không? Nếu ai động tới mình làm hung dữ với người ta, đó là mình chọn đường nào? Có ai nói rằng tôi đi chùa để sau này tôi chết xuống địa ngục không? Chắc là không có. Ai cũng muốn mình đi chùa để sau này mình chết, mình được lên cõi người, cõi trời phải không? Còn cao hơn nữa là về cực lạc hay nhập niết bàn, chứ không ai muốn trở xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hết.
Mà như vậy, cái nghiệp ác là cái nghiệp địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Nghiệp lành là quải người, quải trời và các quải trên nữa. Như vậy, chúng ta tu là chọn lấy nghiệp lành mà tu phải không? Còn cái nào ác, chúng ta phải tránh, phải chừa. Như vậy thì quý vị thị lúc nào cũng tu. Ở chợ thì quý vị tu với người mua bán ngoài chợ, về nhà thì tu với mọi người trong gia đình. Chờ trên thuận dưới hòa thì đó là tu, chứ đâu phải chỉ có tu với Phật, tu với chùa. Nhiều khi quý vị Phật tử không biết, cứ nghĩ rằng đi chùa nhiều mới tu, nên bỏ cả công ăn việc làm để đi chùa. Sau khi đi chùa về, ở nhà thấy công việc bị bối, bị người ta la rầy, thì mình nói làm sao? Tôi tu mà bị nghiệp nó khảo quá phải không? Tu bị nghiệp nó khảo, khảo gì đâu? Tại vì mình tu không đúng. Công việc ở nhà thì cứ việc ở nhà làm, chừng nào rảnh thì mới đi chùa. Phật đâu có bắt buộc mình, chỉ cần là làm sao chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện, đó là then chốt của tu. Còn nếu mình muốn được đi chùa nhiều, muốn được tụng kinh nhiều mà ba nghiệp ác không chừa, thì tu đó là bị người ta kêu ngạo làm sao? Nghĩa là tất cả người đời chỉ nhìn thấy người tu, như chẳng hạn thấy bà đó đi chùa nhiều, bà đó tụng kinh giỏi, mà về nhà thì cứ là oai oải trong nhà hoài. Họ không chịu nổi, rồi họ nói làm sao? Nhiều cách họ nói lắm. Nào là tu hú, nào là miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm, vân vân. Cái đó là do Phật tử không biết tu mà bị người ta chế nhạo. Chứ nếu mà mình biết tu là sửa cho cái nghiệp của mình, từ cái nghiệp xấu, nghiệp ác thành cái nghiệp lành, nghiệp thiện. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng coi, nếu một người Phật tử nào đó thân không dám ác, miệng không dám nói một lời ác, ý không dám nghĩ một điều xấu, thì người đó ở trong gia đình có thắc mắc, có rầy rà không? Bởi vì đâu có nói ác mà sinh chuyện rầy rà phải không? Mà nếu trong gia đình cả ngày không thắc mắc, không rầy rà, thì gia đình đó có hạnh phúc không? Đó mới chính là nguồn hạnh phúc phải không? Rồi ra ngoài xã hội, cả ngày mình không dám nói một lời nói nặng ai, cả ngày mình không dám nghĩ xấu ai, thì tự nhiên mình được vui, mọi người được an vui. Như vậy, trong gia đình thì hòa nhã an vui, ngoài xã hội thì cũng đều an vui. Tu như vậy mới thật là tu chứ. Một người tu thì đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, mà cũng đem lại hạnh phúc cho thế gian nữa. Như vậy mới thật là tu. Còn Phật tử mình bây giờ tu đó thì ham tu, mà về nhà thì rầy rà om sòm phải không? Nghĩa là hiền với huynh đệ mà không hiền với con cháu. Có phải vậy không? Có nhiều khi con cháu làm trái ý gì thì la mắng đủ chuyện, cho nên rồi cũng bị người ta phê phán ở chỗ đó. Cũng như bên Nhật có bà già, bà niệm Phật giỏi lắm, cầm chuỗi niệm hoài. Nhưng mà niệm Phật lúc nào niệm thì niệm, dừng niệm lại thì rầy la con cháu om sòm. Thằng con thấy vậy nó buồn mới nói: má à, má niệm Phật thì má niệm Phật đi, tại sao má cứ rầy ra hoài thì nó sao lãng, thì làm sao Phật chứng cho má? Bà mới nói: khi nào tao niệm Phật thì cái tiếng tao niệm Phật thông cảm cho tao, còn khi nào tao rầy tụi bay biết cho tao. Bà chia làm hai phần, phần niệm Phật thì dành cho Phật, có phần rầy thì dành cho con cháu. Như vậy thì quý vị thấy tu chia làm hai phần, phân nửa tu với Phật, phân nửa giữ thì cho gia đình. Bởi vậy cho nên chúng ta phải làm sao vừa tu với Phật mà vừa tu với người thế gian nữa, thì cái tu đó mới là trọn, phải vậy không? Tu như vậy mới là hay. Đó là tôi nói cái nghiệp của Phật tử chúng ta muốn tu, muốn chọn đường đi ngày mai được an vui hạnh phúc, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải tu. Tu tức là bỏ nghiệp ác, làm nghiệp thiện phải không? Bởi vậy cho nên trong một bài kinh có một người ngoại đạo đến hỏi Phật: thưa ngài Cổ Đàm,
Cái gì định đặt con người sinh ra có kẻ nghèo nàn khổ sở, có người thì giàu sang sung sướng, có người thì sống lâu, có người thì chết yểu, có người thì bệnh hoạn, có người thì khỏe mạnh, có người thì thông minh, có người thì ngu tối. Vậy cái gì định đặt ra có người giàu sang sung sướng, người thì nghèo nàn khổ sở, có người thì sống dài 70 đến 80 tuổi, có người chết yểu, có người nghèo đói, người dư dả, có người thông minh, có người ngu tối. Tại sao vậy? Cái gì định đặt ra? Nghe xong Đức Phật trả lời: tất cả những cái sai biệt giữa con người với nhau đó là do từ nghiệp mà nó định đặt ra. Nghiệp định ra con người có ưu có liệt. Người đó lại hỏi: nghiệp gì khiến cho người đó sống lâu? Nghiệp gì khiến cho người kia chết yểu? Phật dạy: những người không sát hại chúng sanh, người đó do cái nghiệp đó mà họ được sống dài. Còn những người nào hay giết hại chúng sanh thì cái nghiệp đó khiến họ bị chết yểu. Đó, quý vị thấy rõ không? Cái nghiệp đó có công bằng không? Mình ưa giết người ta thì mình phải chết yểu, còn mình hay cứu người ta thì mình được sống dài. Vậy bây giờ sống được 80 đến 90 tuổi là do đời trước họ ít có giết hại ai, còn bây giờ mới mười mấy 20 tuổi mà chết, đó là vì nghiệp sát đời trước nó còn. Tại sao có người bệnh hoạn nhiều, có người lại khỏe mạnh? Do cái nghiệp gì mà người đó khỏe mạnh? Do cái nghiệp gì mà người đó bệnh tật? Phật trả lời: do cái nghiệp làm đau khổ cho người, cho chúng sanh, nên bây giờ bệnh hoạn nhiều. Do cái nghiệp an ủi, giúp đỡ người qua những cơn buồn khổ, cho nên bây giờ người ấy ít bệnh hoạn. Như vậy, ai làm khổ cho người ta nhiều thì bây giờ họ phải bệnh hoạn khổ đau. Ai làm cho người ta vui tươi khỏe mạnh thì người đó được cái nghiệp tươi vui. Như vậy có công bằng không? Tại sao có người sanh ra cha mẹ họ lại giàu sang sung sướng, họ vừa lọt lòng ra là đã sang cả rồi, còn có người vừa mới sanh ra là đã nghèo đói đủ thứ khổ? Cái nghiệp gì vậy? Phật dạy: bởi vì đời trước họ biết làm lành, bố thí, biết giúp đỡ người nghèo đói, bệnh tật, cho nên đời này sanh ra họ được trong cảnh giàu sang sung sướng. Còn những người nào không biết giúp đỡ người mà lại còn gian tham, rút tỉa của người, cho nên đời này họ phải sanh ra trong cảnh nghèo đói. Như vậy quý vị thấy, cái nghiệp của mình tạo ra đời trước thì bây giờ mình phải chịu. Còn nghiệp gì người đó sanh ra được thông minh, còn người kia lại ngu tối? Quý vị thấy có người học ít hiểu nhiều, có người học hoài không biết, không nhớ gì hết là tại sao? Phật nói: tại vì người đó trước kia tạo cái nghiệp siêng năng nghe pháp, tìm hiểu chánh pháp. Do tìm hiểu và siêng năng nghe đó mà sau này được cái nghiệp thông minh. Còn người lười biếng không chịu tìm hiểu và nghiên cứu chánh pháp thì đó là cái nghiệp ngu tối. Như vậy chúng ta nghiệm thi, tất cả cái quả mà chúng ta có dây gốc là từ cái nhân chúng ta gây thuở trước, chứ không phải bỗng dưng mà nói như vậy. Biết như thế rồi, chúng ta muốn ngày mai được cái gì thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị, phải tạo sẵn. Bây giờ mình biết tạo để dành mai kia mình mới hưởng được, còn mình không tạo để dành thì mai kia có đâu mà hưởng. Như vậy nếu chúng ta sanh ra trong cảnh nghèo đói thì có oán trách trời đất không? Có oán không? Không oán. Tại sao chúng ta không oán? Vì biết đó là cái nghiệp trước chúng ta đã tạo, không khéo bây giờ mình phải chịu. Còn nếu chúng ta sanh ra mà được cảnh giàu sang sung sướng, chúng ta có tự cao ngã mạn không? Vì chúng ta biết là cái nghiệp lành đời trước mình tạo, mà ngày xưa chúng ta biết tạo nghiệp lành thì bây giờ mới được hưởng quả lành. Nếu chúng ta mà tự cao ngã mạn thì làm cho cái nghiệp lành nó giảm bớt đi. Bởi vậy cái nghiệp là cái dẫn mình đi tới chỗ tốt,
dẫn mình đi tới chỗ xấu. Mà nghiệp là chính mình làm chủ tạo, cho nên tu là quý vị phải biết nó rõ. Chúng ta là người tạo điều kiện cho chúng ta lâm vào chỗ xấu, chứ không ai khác, phải vậy không? Như vậy thì mới thấy cái gốc của sự tu. Nhưng mà bây giờ có người họ nói rằng thân này hay là hành động của mình tạo nghiệp thiện, nghiệp ác, như vậy thì cái thân này hoại rồi thì cái hành động nó cũng mất. Như vậy nghiệp nó còn hay mất? Đa số đều nghĩ rằng bây giờ mình tạo mà ngày kia thân này hoại rồi chắc nghiệp nó mất. Nhưng sự thật nó không mất. Trong kinh Phật thường nói nghiệp nó theo mình như hình với bóng vậy, không bao giờ mất. Mình ở đâu thì nó ở đó. Cho nên đời này đời sau nó có liên hệ tùy theo nghiệp của mỗi người. Bây giờ tôi thí dụ như vậy, quý vị xét coi có đúng hay không. Thí dụ có người làm thầy giáo, có người là một nhà buôn bán lớn giàu có. Hai người đó có cái duyên phải đi qua một con sông lớn để dời chỗ ở. Khi đi, người giàu có xách 2-3 vali tiền, đủ đồ hết. Còn ông thầy giáo thì chỉ có cái cặp táp nhỏ thôi. Khi đi qua giữa sông thì bất thần gặp sóng to làm chìm thuyền. Khi thuyền chìm thì mạnh ai nấy lo lội để mà thoát chết. Ông thầy giáo có cái cặp thì cũng mất. Ông nhà giàu thì quần áo tiền bạc cũng mất hết. Khi lên bờ, ông nhà giàu kia và ông thầy giáo cũng đều trắng tay, phải không? Nhưng mà cái nghề thầy giáo có bị mất hay không? Tiền bạc ông nhà giàu nó mất, mà cái nghề thầy giáo nó không mất, phải không? Nghề tức là nghiệp, phải không? Cũng như quý vị thấy qua bao nhiêu cuộc biến cố ở trên thế gian này. Tôi thí dụ như ở trong xóm mà bị lửa cháy, nhà cửa sự nghiệp của mình bị lửa cháy thiêu rụi hết. Còn nếu mình làm nghề bác sĩ hay nghề gì đó thì qua một cuộc biến cố rồi, của cải sự nghiệp hết, nhưng mà cái nghề có mất không? Như vậy để thấy rằng tất cả cái gì bên ngoài thì nó mất, còn cái nghiệp là cái không mất. Bởi vậy cho nên thân này hoại mà cái nghiệp đó nó vẫn theo mình, nó không mất. Còn có mình thì nghiệp vẫn còn theo. Như vậy thì quý vị phải biết rõ rằng cái nghiệp là cái không mất, đời này đời sau nó luôn luôn theo mình. Như vậy thì của cải sự nghiệp thế gian này, nếu mà chúng ta có tạo nhiều thế nào đi nữa, khi tới chết thì sao? Mình có mang được cái gì theo không? Nếu có, nhờ quý thầy dán nhà, dán cửa đốt theo thì có đem theo được không? Vậy mà cũng có nhiều người cũng muốn sắm cái này cái nọ đem theo, phải vậy không? Hoặc là con cái thương cha mẹ cũng muốn đốt cho nhiều đặng đem theo. Như vậy thì quý vị có thắc mắc rằng mình có đem theo được những cái đó hay không? Mua giấy tiền vàng bạc cho nhiều đốt đem theo có được không? Chắc là không được, phải vậy không? Vậy mà có người hỏi tôi như thế này: thưa thầy, mình chết rồi mình đốt giấy tiền vàng bạc cho nhiều, mình có hưởng được cái gì không? Còn cháu trên này nó sợ mình đói thiếu, cho nên mua giấy tiền vàng bạc về nó đốt, nó cầu nguyện cho mình nhận được để mình hưởng. Nhưng mà mình có hưởng được không? Thì tôi mới nói rằng nếu con cháu mà bái tên của mình về đặng lãnh thì e rằng ở tù. Tại làm sao? Vì mang bạc giả xuống Diêm Vương chắc là ở tù, phải không? Ở tù chứ đừng có mong hưởng. Bởi vì quý vị thấy có ai mang bạc giả vào nước mình thì làm sao? Thì ở tù. Mình mà mang bạc giả xuống Diêm Vương thì cũng ở tù luôn, phải vậy không? Đó là nói tiền bạc. Rồi có người nói ở trên này có nhiều người họ dán nhà lầu, dán xe hơi rồi đốt, đốt để cho thân nhân ở dưới lãnh về dưới xài. Như vậy có lãnh được không? Tôi nói rằng nếu ai mà sắm những thứ đó về dưới thì đó là cái hại cho thân nhân họ. Một là
đốt đồ về dưới. Rồi nếu họ nhận được thì bây giờ hỏi có ai muốn thân nhân của mình chết ở địa ngục hay không? Không muốn chứ gì? Không muốn mà đốt những đồ đó về dưới để cất nhà lầu rồi ở dưới địa ngục luôn. Hết thoát được, ở nhà lá không tiếc của, còn đi được. Còn nếu đốt nhà lầu xuống dưới, nếu họ nhận được, đó là muốn nhốt họ ở luôn xuống dưới địa ngục muôn đời phải không? Đó là một cái khổ. Còn cái khổ khác nữa, quý vị nghĩ ở trên này mà đốt nhà lầu, đốt xe cộ xuống dưới, mà ở dưới người ta đang ở trong địa ngục thì có tội hay có phước? Có tội. Có tội thì ra tù lãnh xe lãnh nhà được không? Như trên thế gian này có người đang bị tội nhốt ở trong khám, mà bây giờ có người đem xe hơi tới rồi nói với lính gác để mời người đó ra ngồi xe đi chơi được không? Như vậy cũng không được. Nếu là có tội thực ở trong khám, đốt nhà xuống dưới cũng không hưởng được cái gì. Đó là giả sử không hưởng được. Còn nếu được đem xuống đó, cất nhà luôn ở dưới đó, là nhốt họ ở dưới địa ngục rồi còn gì? Như vậy là trái đạo lý hết phải không? Huống chi là ở trên này dán rồi đốt xuống, thì làm sao ở dưới kia hưởng được? Chuyện đó rất là vô lý phải không? Như vậy quý vị Phật tử thấy chính nghiệp lành, nghiệp dữ của mình mới dẫn mình đi. Còn tất cả cái gì mà người khác mà thương mình, muốn giúp đỡ cho mình thì khó mà giúp được lắm. Mình làm thì mình phải chịu, chứ người khác làm sao thế? Đó là cái chủ yếu của nghiệp. Như vậy quý vị thấy cái nghiệp là cái thường trực theo chúng ta, thì chúng ta phải nhớ luôn luôn tu ba nghiệp của mình. Đừng có tạo ác, thì đó là chúng ta sáng suốt biết tu. Lại nữa, bây giờ quý vị nghĩ, người lỡ tạo nên nghiệp ác rồi, bây giờ giả sử có tu thì cái nghiệp đó nó có hết không? Bây giờ sẽ có một số người có những thắc mắc, không biết mình tạo nghiệp ác lỡ rồi, vì ngày xưa mình chưa biết đạo, bây giờ mình biết đạo mình tu thì không biết nghiệp ác nó có giảm hay không. Hoặc là trước kia mình tu, mình biết đạo mình tu mà lỡ có lúc mê lầm, mình tạo những điều ác, thì phước mà có lúc trước mình tu bây giờ có còn không? Như vậy đó là cái mà quý vị đang có những thắc mắc. Bây giờ tôi nhắc lại, trong kinh Phật có nói như thế này. Phật dạy rằng cái nghiệp của chúng sanh đó, tuy mình tạo thì mình chịu, nhưng mà nó không có quyết định, không có cố định. Nếu mình tạo nghiệp mà hồi xưa mình đã làm phước, làm lành, mà bây giờ lỡ tạo nghiệp ác, thì cái nghiệp ác đó có thể nhẹ đi, giảm bớt đi. Còn người không biết làm phước lành, bây giờ tạo nghiệp ác thì phải lãnh trọn. Trong kinh Phật nói ví dụ, cũng như đem một nắm muối bỏ vô tô nước, thì tô muối nước đó có uống được không? Nếu đem nắm muối này bỏ vô lưu nước thì quý vị có uống được không? Được. Thì nó cũng lờ lợ một chút, nhưng mà có thể xài được. Một nắm muối này mà để vô một hồ nước cả ngàn đôi thì quý vị có uống được không? Được. Thì như vậy cũng một nắm muối, mà tùy lượng nước nhiều hay ít thì cái giá trị nó khác nhau. Như thế thì Phật cũng nói vậy. Người nào biết từ thân, tu giới, tu tâm, tu huệ thì cũng giống như một cái hồ nước vậy đó. Dù có tạo một cái nghiệp nhỏ như một nắm muối để vô nó loãng đi cho. Còn người nào chỉ biết tu thân, tu giới, tu tâm thì giống như cái lu nước. Nắm muối đó đổ vô thì nó cũng lợt đi, có thể dùng được. Nếu người nào không biết tu gì hết mà tạo cái nghiệp ác thì nó lãnh đủ, như là một tô nước đổ nắm muối vào vậy. Phật lại ví dụ cái khác, như cùng một việc ăn trộm dê. Một người dân thường lại nhà người ta ăn trộm dê, bị chủ nhà bắt được thì làm sao? Họ đánh đập và đưa đi tù nữa phải không? Rồi cũng việc đó, nhưng người đi ăn trộm là người ở nhà quan, họ lên đi ăn trộm dê,
Khi chủ nhà bắt được, nhưng họ nói là tay chân của quan, thì liệu chủ nhà có dám đánh đập thậm tệ không? Có ở tù hay khỏi? Rồi cũng việc ăn trộm dê mà vua sai một chú lính đến ăn trộm dê của người đó. Khi người đó thấy có người đến bắt con dê của mình, thì người chủ hỏi ông là ai? Chủ lính đáp: tôi là lính của vua tới bắt con dê của ông. Thì người đó nói làm sao? Lúc đó ông chủ con dê phải lạy lục: xin ông đừng bắt con dê của tôi, tội nghiệp, phải không? Thì như vậy trả đúng cái nghiệp của mình. Người biết tu hai phần, như hồi nãy tôi nói biết tu ba phần, thân, giới, tâm, thì nhẹ cũng như là người làm cho nhà quan mà đi trộm dê vậy. Còn người biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ nữa mà lỡ có phạm tội, thì cũng giống như chú lính của nhà vua mà đi bắt dê ở nhà người ta vậy. Như vậy quý vị mới thấy rằng nghiệp nó không có sai biệt, nhưng vì phước của con người nó có khác nhau. Bởi vậy cho nên nhiều khi quý vị Phật tử nhìn trên nhân gian này rồi có cái vẻ như bất bình, nói tại sao cái ông đó, ông làm ác quá, chưa bị tai nạn gì hết. Như vậy coi như là luật nhân quả bất công. Còn tại sao người kia họ không làm ác, mà nếu có thì cũng chút xíu thôi vậy, mà thấy nhân quả hiện tiền liền, có phải vậy không? Cũng như thấy có người hiền lành hết sức mà cứ thấy khổ hoài vậy. Còn có người thấy hiền một chút là thấy phước tới liền. Thì như vậy là tại sao? Bởi vậy cho nên chính trong kinh Phật cũng có dạy: nếu ai nói làm nghiệp thiện thì sẽ được cái phước báo lành, làm nghiệp ác thì sẽ bị cái quả báo khổ. Nếu nói như vậy thì Phật sẽ chấp nhận. Nếu ai nói rằng làm nghiệp ác khi chết rồi sẽ đọa địa ngục liền, làm nghiệp thiện thì đời này sẽ sanh về cõi trời, thì điều đó Phật không chấp nhận. Nghe như vậy quý vị có thấy khó hiểu không? Tại sao nói làm nghiệp ác thì chịu quả báo ác thì Phật chịu, làm nghiệp lành sẽ được hưởng phước lành thì Phật chịu, mà nói làm nghiệp ác chết sẽ sanh về địa ngục thì Phật không chịu, làm nghiệp lành chết sẽ sanh về cõi trời thì Phật không chịu? Là bởi vì trong nhà Phật có chia ra cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp, hai thứ nghiệp đó. Tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mình chứa từ trước đến giờ, nó dồn chứa. Ví dụ từ xưa đến giờ nó dồn chứa những cái nghiệp lành, mà bây giờ bất thần một lúc mê muội nào đó, ai xúi dục mình làm điều ác. Làm điều ác thì đáng lẽ phải đọa địa ngục, nhưng cái nghiệp lành mình tích lũy còn nhiều, cho nên chưa có đọa địa ngục liền. Nếu nói rằng người đó chết đọa địa ngục liền là trái rồi, bởi vì họ còn có cái tích lũy trước. Còn có người làm nghiệp ác mà phải đọa địa ngục liền, nhưng mà tới gần chết họ lại hướng về điều lành, gọi là cận tử nghiệp lành. Họ cứ nhớ điều lành, họ chỉ tưởng điều lành, thì khi đó cái cận tử nghiệp nó chuyển làm cho họ không bị đọa địa ngục. Như vậy quý vị mới thấy nó còn ảnh hưởng đến với cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp nữa, chứ không phải chỉ có một cái thôi. Nhiều khi chúng ta nhìn cái thiển cận, hãy nói người đó làm ác thì nhất định đọa địa ngục, đó là lời nói chưa chắc có bảo đảm. Tại sao vậy? Bởi vì còn hai cái: hoặc là họ có tích lũy nghiệp lành, hoặc là họ có cái cận tử nghiệp lành, thì có thể đưa họ đến chỗ khác. Còn người đó tuy thấy họ làm việc thiện, nhưng mà gần chết họ nổi sân, họ hung dữ quá, thì lúc đó là cận tử nghiệp ác, nó có thể đưa đến các đường xấu. Như vậy quý vị thấy chúng ta tu không phải chỉ tu khi sắp chết thôi, mà phải tu hồi lúc mình biết đạo tích lũy, chứa từ từ gọi là tích lũy nghiệp. Nhưng mà đừng nghĩ rằng hồi đó tới giờ làm lành rồi đến khi gần chết buông xuôi không thèm nghĩ. Ai làm cái gì tức thì mình la, mình hung dữ nữa, đó gọi là cận tử nghiệp ác. Vì vậy chúng ta cần phải dè dặt. Ngày xưa có ngài Mahanam, tức là người em có dòng họ Thích đối với Đức Phật. Thích Mahanam, ông tu bình thường,
Tu bình thường là giữ năm giới, tu thập thiện, thọ bát quan trai, vân vân, đủ hết. Rồi khi đó ông hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bình thường thì con tu như vậy, giả sử như khi nào đó con ra ngoài đường gặp xe đụng chết, hoặc gặp những con voi cọp dữ nó rượt giết con, liền khi đó lúc con hoảng hốt, Bạch Thế Tôn, như vậy lúc đó con chết, thân con về đâu? Đó, quý vị thấy thân về đâu? Đức Phật liền ví dụ như cái cây nó nghiêng như vậy, ông cưa nó ngã xuống, nó nghiêng về đâu? Nếu nghiêng chiều nào mình cưa thì nó ngã xuống theo chiều đó. Thì cũng vậy, thường ông làm những điều lành điều tốt, giả sử trong khi ông sắp chết bị những cái khủng hoảng đó, nhưng mà cái nghiệp tích lũy của ông nó nhiều, thì nó cũng muốn ông đi đường đó, chứ không sao mà sợ. Như vậy quý vị thì cái chủ yếu tu hành của chúng ta là làm sao mình tạo những nghiệp lành, chẳng những tạo trong lúc còn sống, mà còn trong lúc gần chết mình cũng nhớ hướng về lành, thì mới bảo đảm mình mới đi đến quải lành. Còn nếu bình thường mình tạo lành mà đến khi gần chết mình tạo dữ, thì nó chưa bảo đảm. Cũng như bình thường nếu mình lỡ dữ thì đến lúc gần chết cũng nên hướng về lành, thì nó cũng chuyển được phần nào. Nghiệp là cái không phải cố định mà luôn luôn chuyển biến. Hiểu được như vậy thì quý vị mới thấy cái nghiệp nó có giá trị cụ thể, ai cũng có thể chuyển được, chứ không phải cố định nói rằng tôi lỡ tạo nghiệp ác rồi làm sao tôi tu được, phải không? Hoặc là nói rằng tôi ỷ tôi tạo nghiệp lành, khỏi lo tôi cũng được về quải lành, chưa chắc. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tu về nghiệp là hết sức quan trọng. Đó là tôi dẫn cho quý vị thấy cái nghiệp nó quan trọng như vậy. Như vậy nghiệp quan trọng rồi mình tu có hết nghiệp được không? Chỗ này tôi nói hơi xa một chút, bởi vì trong nhà thiền có một thiền sư là ngài Trường Sa Cảnh Sâm. Có một người học trò đến hỏi thế này. Học trò đó là thiền sư Hạo Nguyệt, hỏi rằng theo lời trong chứng đạo ca của ngài Huyền Giác, liễu tức nghiệp chướng bền lai, không dị liêu ưng tu hoàng túc trai. Nói rằng nếu mình liễu ngộ thì nghiệp chướng xưa nay là không, còn nếu mình không liễu ngộ thì mình phải đền nợ trước. Ông Hạo Nguyệt mới hỏi ngài Cảnh Sâm rằng: Như vậy thì tổ sư tử ở Ấn Độ có liễu chưa mà bị vua Kế Tâm chặt đầu? Tổ Huệ Khả ở Trung Hoa có liễu chưa mà chết ở trong khám? Không liễu làm sao gọi là tổ? Ngài Trường Sa Cảnh Sâm đáp rằng: Đại đức chưa hiểu nghiệp chướng. Hỏi thế nào là nghiệp chướng thì ngài trả lời rằng: Bổn lai không. Như vậy quý vị hiểu chưa? Chắc cũng chưa hiểu luôn. Bây giờ tôi nói thế này thì quý vị hiểu. Thí dụ như có người từ trước đến giờ chưa có học đạo, chưa có hiểu đạo, cho nên tạo nghiệp ác, gây oán thù với người. Thí dụ như hồi trước mình làm cho họ khổ tâm, chửi mắng họ, bây giờ họ hận ở trong lòng. Hồi đó thế lực của họ yếu, không dám nói gì hoặc làm trả lại. Rồi 10 năm, 20 năm qua mình quên đi, và đến giờ này mình thất thế. Trái lại thế lực của họ cao hơn mình, nên lúc gặp lại mình họ chửi mắng mình thậm tệ hơn hồi xưa mình chửi họ nữa. Thì quý vị có thấy nghiệp có mắt không? Nhưng bây giờ họ chửi lại mình thì mình coi những lời chửi đó, những lời nói đó như gió ngoài tai. Họ chửi om sòm mà mình cười, mình không giận cái gì hết trơn. Như vậy có trả hay là không có trả? Quý vị trả lời thử coi. Như vậy trường hợp đó có trả nghiệp hay không? Mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi lại mình còn thậm tệ hơn trước nữa, tức là rõ ràng có trả rồi chứ gì. Nhưng ngày xưa mình chửi người ta giận, bây giờ người ta chửi lại mình cười trả lại ở chỗ nào? Quý vị mới thấy cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt của nhà Phật. Biết rằng nghiệp tạo thì không mất, phải không?
Có tạo mà không mất, tức là tạo ra thì phải có trả. Nhưng mà mê thì trả đủ, còn ngộ thì thấy như không có trả gì hết, phải không? Bởi vì người mê thì thấy cái lời nói cho là thiệt, nên chấp những tiếng nói nặng, mình cho nó là làm khổ mình. Rồi bây giờ họ chửi mình, coi như họ nói với hư không vậy thôi. Qua rồi thôi, coi như không có dính cái gì hết, thì trả ở chỗ nào? Phải vậy không? Bởi vậy cho nên nhiều người cứ thắc mắc cái này. Họ nói giả sử mình tu thành Phật hay chứng A-la-hán rồi thì nghiệp còn trả nữa, thì tu làm gì? Nhưng mà sự thật trong nhà Phật nói Phật còn bị cái nạn kim thương mã mạch, tức là phải mấy tháng ăn lúa mạch, rồi còn bị vết thương nó đâm vô bàn chân. Thì như vậy thấy như Phật phải trả, phải không? Dưới con mắt mình thì thấy Ngài trả, còn dưới con mắt Phật, Ngài có trả không? Thí dụ như bây giờ tôi nói, đừng có nói cái hạng tu cao, tu xoàn xoàn như tôi, mà giả sử có người nào ngày xưa do cái ân oán thuở đó mà không biết, bây giờ bất thần họ kêu tên tôi, họ chửi, quý vị tự nghĩ coi, có phải tôi nổi giận đùng đùng, tôi đòi ăn thua đủ với họ không? Thì tôi cũng cười thôi. Như vậy bỗng dưng họ đâu dám chửi tôi, mà họ chửi tôi thì họ cũng hận tôi từ hồi nào rồi, phải không? Hận tức là mình phải làm cái nghiệp gì đối với họ, nên bây giờ họ gặp mình họ mới chửi mình. Họ chửi mình bây giờ mình thấy cái lời nói, lời chửi nó không có thiệt thì thôi, để họ nói cho đã rồi thôi, phải vậy không? Bởi vậy cho nên trong kinh nói, tôi nhắc lại, có một lần Đức Phật đi khất thực trong một vùng nọ, mà vùng đó là vùng Bà La Môn đã được nghe giáo pháp của Ngài, nên họ phát tâm hướng về đạo. Có một ông thầy Bà La Môn kia, ông tức quá, thế nên một hôm Đức Phật đi khất thực ngang qua. Ông thầy Bà La Môn này cứ đi theo Phật, Phật đi trước, ông đi sau, cứ kêu tên Phật mà chửi hoài. Phật vừa đi, ông vừa chửi. Phật đi mãi và im lặng mà đi dài theo con đường một cách chậm rãi. Ông cứ đi theo sau lưng chửi hoài và chửi tới đầu đường. Ông tức quá vì không thấy Phật trả lời. Ông bèn chạy tới trước mặt Phật chặn đường hỏi: Ngài Cù Đàm, Ngài có biết không? Phật nói không. Rồi hỏi tiếp: Ngài không biết, mà tại sao Ngài nghe tôi chửi mà Ngài không nói gì? Lúc đó Phật mới dừng lại và hỏi: Như ngày giỗ ở nhà của ông có mời bà con thân quyến lại ăn giỗ, vì quà bánh còn nhiều, ông đem tặng cho những người thân quyến. Ông đem tặng quà cho họ mà có người họ không nhận, thì gói quà đó thuộc về ai? Lúc đó ông trả lời: Nếu họ không nhận thì gói quà đó thuộc về tôi chứ về ai? Phật nói: Cũng vậy, ông chửi người ta mà người ta không nhận thì ta đâu có dính gì đâu, phải không? Do đó quý vị mới thấy cái chửi là một nghiệp ác, nó trả lại cho mình. Nếu mình không nhận thì nó có dính gì với mình, phải vậy không? Bởi vậy trong kinh Phật thường dạy, người ác mà mắng người lành cũng như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt, thì nước bọt có tới trời không? Nó không tới trời mà nó lại rơi xuống mặt mình, phải vậy không? Cũng vậy, chính không nhận thì coi như không có trả, phải không? Nghĩa là mình nhận mình mới trả, phải vậy không? Như vậy giờ quý vị Phật tử ở đây có trả hay không có trả? Nếu mà ai lỡ có gây nghiệp ác khẩu với người nào đó, bây giờ quý vị mới thấy trả hay không trả? Chắc trả, nhiều khi còn trả nặng hơn nữa, phải không? Ngày xưa mình mắng họ, họ giận chừng 2 ngày. Bây giờ họ mắng mình giận cả tháng, phải không? Đó là trả nặng hơn chứ gì. Bởi vì trình độ Phật tử chúng ta thâm nhập Phật Pháp thật là cạn. Ví dụ như Phật đi đằng trước, người ta đi ở đằng sau, người ta chửi, Phật không có dính gì hết trơn, thì Ngài không có nhận. Còn mình đây ở ngoài đường có 2-3 người đứng dựa lề đường nói sầm xì có tên mình, thì mình có chịu đi không? Hay là đứng lại điều tra?
đứng lại chú ý và hỏi họ vừa nói cái gì đó. Nói cái gì mà có tên tôi? Vừa có tên mình là mình muốn ăn thua rồi phải không? Còn khi xưa họ kêu tên Phật mà chửi, Ngài vẫn lặng lẽ mà đi, không màng để ý tới. Như vậy quý vị thấy cái tu và cái chưa tu nó khác nhau ở chỗ đó phải không? Chúng ta tu không phải cúng chùa nhiều mà chúng ta hết khổ, mà chúng ta phải biết cái gì thật, cái gì giả, cái gì không đúng, cái gì sai. Cái gì không phải không đáng để ý thì mình bỏ qua. Sở dĩ chúng ta tạo thành nghiệp quan trọng vì chúng ta chú tâm thân, khẩu, ý mà dồn nghĩ vào đó, cho nên nó thành nghiệp. Còn nếu thân, khẩu, ý của chúng ta dù có những điều phải đếm mà chúng ta vẫn coi thường thì nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng hết. Bởi vậy cho nên người Phật tử chân chính phải hiểu rằng nghiệp đúng ra là do hành động của mình, mà hành động của mình có thiệt hay không? Qua rồi nó mất phải không? Nhưng mà riết rồi thành thói quen. Thói quen đó là chữ nghiệp. Như vậy, nghiệp chúng ta có thể chuyển được, mà cũng có thể chúng ta chuyển không được phải không? Nếu một người biết tu mạnh dạn, biết mình từ hồi đó tới giờ tạo nghiệp ác nhiều, bây giờ cố gắng làm điều lành nhiều, cố gắng tiến tu, thì cái điều ác có thể bị mất. Còn có nhiều người biết mình có nghiệp ác nhiều mà rồi mình yếu đuối và mình không cố gắng làm lành, thì chắc chắn cái nghiệp ác khó mà chuyển hồi. Thí dụ như quý vị thấy có những người lỡ nghiện rượu, mà lỡ nghiện rượu rồi bác sĩ có giải thích cái nghiện rượu như vậy hại thế nào, nguy hiểm thế nào, họ nghe họ hiểu. Giả sử trong 5 người đã nghiện rượu được giải thích đó, thì 5 người đó có bỏ hết được không? Tại sao có người bỏ được, có người bỏ không được? Người bỏ được là khi họ biết cái đó rõ ràng rồi, biết cái tai hại lớn lao rồi, bản thân họ có một sức mạnh, ý chí mạnh, họ dứt khoát bỏ là có thể bỏ được. Còn có người biết cái đó có hại nhưng mà ý chí yếu, muốn bỏ nhưng mà ghiền và thèm, thèm là muốn uống lại, phải vậy không? Hoặc bạn bè rủ, muốn đi theo thì như vậy, tuy biết có muốn bỏ nhưng mà bỏ không được. Đó để thấy rằng nghiệp của chúng ta có thể chuyển được, mà chúng ta cũng có thể không chuyển được, tùy theo ý chí mỗi người. Giờ tôi đi xa hơn một chút, quý vị Phật tử chắc thường cũng thắc mắc chuyện này. Có nhiều thầy tu khoảng chừng vài chục năm, học hành đạo lý khá rồi thì địa nghiệp gì đó ra đời, rồi gặp quý vị Phật tử hỏi tại sao thầy đang tu mà bỏ ra đời. Nói tại cái nghiệp của tôi nó lôi, phải không? Tại cái nghiệp của tôi nó lôi thì quý vị nghĩ làm sao? Như vậy ai có nghiệp cũng bị nó lôi hết sao? Bị lôi hết hả? Hay là có người bị lôi, có người không bị lôi? Nếu mà ai tu rồi cũng bị nghiệp lôi thì chắc là không ai tu được đến nơi đến chốn, phải không? Như vậy để thấy rằng tuy là có nghiệp, nghĩa là chúng ta tuy sinh ở trên trần gian này nhưng nó lại có liên hệ đến quá khứ, thì kẻ nghiệp này người nghiệp kia, ai cũng có nghiệp. Nhưng mà ý chí mạnh thì chuyển được, còn yếu thì bị nó lôi. Còn nếu đổ thừa tại nghiệp thì nghe cũng có lý, nhưng mà nó còn cộng thêm cái gì nữa? Nếu nói thật thà thì quý vị thấy nói thêm cái gì nữa thì đủ nghĩa thật thà. Nói vậy cho rõ, tại nghiệp nó lôi cộng thêm ý chí tôi yếu quá, phải vậy không? Ý chí yếu nên bị nghiệp nó lôi, chứ nếu ý chí mạnh thì mình chuyển được nghiệp, phải vậy không? Cũng như người nghiện rượu rồi, tức là cũng bị nghiệp lôi, nhưng mà ý chí họ mạnh thì họ bỏ được, ý chí yếu thì họ bỏ không được. Như vậy nói tại nghiệp thì cũng có lý, nhưng cũng cộng thêm cái ý chí yếu hay mạnh nữa, chứ không phải nói nghiệp rồi bất cứ ai hễ gặp cảnh gì không vui rồi trở ra thế gian là nói tại nghiệp hết. Cứ nói như vậy thì Phật tử họ hoảng hốt. Như vậy rồi quý thầy tu rồi trở về đời, quý thầy có duyên có phước lắm mới được xuất gia, mới được tu, mà bây giờ trở ra đời mình còn tóc như vậy thì làm sao mà chuyển nghiệp nổi, phải không?
rồi cảm thấy buồn, cảm thấy như tiến không được. Nhưng mà tôi nói như vậy, quý vị đừng có khinh mất người trở về đời. Họ không có dở đâu. Tại sao vậy? Như hồi xưa lúc Phật còn tại thế, có bà tỳ kheo Liên Hoa Sắc. Khi bà tu chứng quả A-la-hán, rồi trên đường bà đi, bà gặp các cô gái 15-17 tuổi, bà rủ các cô đi tu, đi xuất gia, thọ tỳ kheo ni. Mấy cô gái thưa: "Thưa bà, tụi con tu không có nổi, tụi con còn tham ăn, tham ngủ lắm, tu không có được." Bà nói: "Không sao, cứ tu đi." Rồi họ nói: "Lỡ tụi con thọ tỳ kheo rồi, tụi con phạm giới, đọa địa ngục rồi sao?" Bà nói: "Không sao, lỡ đọa địa ngục rồi lên tu tiếp, lên tu nữa." Đó, như vậy quý vị nghe cái đó, quý vị hiểu làm sao? Bởi vì giả sử có tu, tu rồi phạm giới, phải đọa, nhưng đọa hết cái nghiệp ở dưới địa ngục thì lên, chủng tử cũ nó còn nhắc mình đi tu nữa. Chứ bây giờ chưa có, thì lỡ mình có đọa địa ngục, mình lên cũng không có cái chủng tử đó, rồi chừng nào mình tu được. Đó, thành ra dưới con mắt của bà, thì bà cũng không bi quan. Lỡ có rơi xuống địa ngục đó, tạo nghiệp ác, phải đọa. Nhưng mà khi bộ đọa hết nghiệp rồi, thì mấy mươi năm tu cũ đó, chủng tử nó còn gặp cái duyên tốt, nó phát lại, thì có cơ hội họ tu. Còn người chưa bao giờ tu thì đâu có chủng tử. Mà chưa có chủng tử thì khó mà tiến tới được. Thì như vậy mình cũng dám khinh quý vị đó đây phải không? Bây giờ quý vị đó có rơi, có thua người ta đi, nhưng mà chủng tử còn, cũng có ngày họ phát tâm lại, không đến nỗi nào. Đó là ý nghĩa mà tôi nói cho quý vị thấy rõ ràng. Như vậy thì trên cái nghĩa nghiệp thì chúng ta không những là biết để tránh, mà chúng ta còn phải biết và phải mạnh dạn chuyển nó, phải không? Nghĩa là trên phương diện tu thì trước hết phải tránh nghiệp ác, làm nghiệp lành. Nghiệp ác chúng ta tránh, nghiệp lành chúng ta làm, đó là tu. Rồi kế đó chúng ta phải làm sao? Nếu lỡ chúng ta đã tạo nghiệp ác rồi, chúng ta phải mạnh dạn chuyển nó, chuyển cái ác thành cái thiện, đó là sức mạnh của người tu. Thì như vậy hai trường hợp mà chúng ta luôn luôn nhớ là phải tránh cái dữ, làm cái lành, và nếu lỡ tạo nghiệp ác rồi thì phải mạnh dạn chuyển nó. Bởi vậy cho nên tôi nhắc câu chuyện này để kết thúc cái ý nghĩa của nghiệp. Như hồi xưa ở Trung Hoa đời Đường, ông Lý Bạch là một nhà thơ nổi tiếng. Ông nghe thiền sư Ô Sào đang tu ở trên cây, ông mới tìm tới hỏi đạo. Khi tìm tới thiền sư Ô Sào, ông đứng dưới hỏi: "Bạch hòa thượng dạy cho tôi phương pháp tu thế nào cho gọn, ngắn mà tôi có thể tu được." Ngài Ô Sào ngồi trên ổ quạ là chỗ ở của ngài, ở trên chánh ba của cây làm giống như ổ quạ. Ở là quạ, sào là cái ổ đó. Ngài mới nói giọng xuống: "Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Ông về tu đi." Ông Lý Bạch nghe xong, ông cười và nói: "Hòa thượng nói câu đó, con nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi, mà đem dạy tôi chi?" Thiền sư Ô Sào nói: "Phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong." Đó, quý vị thấy, chư ác mạt tác tức là đừng làm những điều ác, phải không? Chúng thiện phụng hành, dân làm tất cả nghiệp lành. Tự tịnh kỳ ý tức là khéo lắng lặng tâm ý mình cho thanh tịnh. Thị chư Phật giáo, đó là lời dạy của chư Phật, đó là tu ba nghiệp thân khẩu ý, bỏ ác làm lành và giữ tâm ý thanh tịnh, đó là gốc của sự tu. Mà quý vị có những gì 70-80 tuổi làm được chưa? Như vậy thì cái điều đó nói con nít 8 tuổi cũng thuộc, mà thực tình ông già 80 tuổi làm cũng chưa rồi. Như vậy thì quý vị cũng thấy rằng cái chủ yếu của đạo Phật dạy là tránh ác làm lành, mà tránh ác tức là bỏ nghiệp ác, làm lành tức là làm tất cả nghiệp lành và giữ tâm ý mình được thanh tịnh. Đó là cái gốc của sự tu, phải không?
mà tu được như vậy đó, thì chúng ta mới thực tu. Như vậy thì mới mong đời chúng ta được an vui hạnh phúc. Nếu chúng ta tu được như vậy đó, thì ở đời này người Phật tử nào cũng dừng mọi điều ác, làm mọi điều lành, thì xã hội, gia đình của chúng ta có vui, có an ổn không? Trong một gia đình mà chỉ làm lành, không làm ác, thì gia đình đó an ổn, vui hòa phải không? Như vậy một xóm, một làng chỉ làm lành, không làm ác, thì xóm làng đó rất vui vẻ, hạnh phúc phải không? Như vậy thành ra cái tu là cái then chốt để xây dựng một cuộc đời tươi đẹp, mà cũng là cái then chốt để tại cái cơ hội mai kia chúng ta còn trở lại, và cũng trở lại trên đường lành. Đó, như vậy thì cái chủ yếu của cái tu không phải để dành riêng cho ai, không phải người rảnh rỗi đi chùa mới tu, người có nhiều tiền mới tu, mà ai ai cũng tu được. Bận thì ta tu theo bận, rảnh thì ta tu theo rảnh, giàu thì tu theo giàu, nghèo thì tu theo nghèo, phải không? Nghèo thì đem công sức ra giúp, còn giàu thì có của đem của giúp. Thì như vậy tùy mỗi người, ai ai cũng có thể làm việc thiện, ai cũng có thể tu được hết. Còn giả sử mình không làm được thiện thì bỏ điều ác thì cũng là tu rồi, phải không? Như vậy cái tu là cái chung cho tất cả, chứ không phải riêng cho một cá nhân hay của một hai người nào. Mà quý vị xét kỹ trên thế gian này, nếu là người biết hướng thiện thì có người nào nói rằng tôi không muốn tu không? Không cần tu không? Nếu biết hướng thiện đều là người phải tu hết, phải không? Trừ những người cố chấp muốn làm ác thì mới không tu mà thôi, chứ ai đã muốn hướng thiện đều là người tu hết, phải không? Đó là lẽ công bằng thực tế, chứ không phải chuyện mơ màng diễn vong. Như vậy hôm nay tôi nói về nghiệp, thì tất cả quý vị nghe, quý vị cố gắng nhớ, từ đây về sau gần như là trọn đời mình phải tránh tất cả nghiệp ác, và phải cố gắng làm tất cả nghiệp lành. Làm đó là làm cho mình, chứ không làm cho ai. Tu đó là tu cho mình, chứ không phải tu cho Phật, phải không? Như vậy thì chính cái tu đó mà quý vị sẽ được an vui, đúng với tinh thần đạo Phật. Đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui, là chỉ con đường nào đưa đến khổ đau, con đường nào đưa đến an lạc. Quý vị biết con đường an lạc thì cố gắng đi, đó là đạo Phật cứu quý vị. Biết nói là an lạc, kia là đau khổ. Rồi cứ đi đường khổ, rồi nói tôi tu Phật lâu quá mà không hết khổ, thì lỗi đó là lỗi tại ai? Lỗi tại mình không lựa đường mà đi, Phật vạch ra chỉ rồi, tự mình chịu, chứ Phật đâu có bắt mình phải vậy không? Mình chọn đúng đường của Phật chỉ, đặng đi thì mình vui, mình đi ngược lại thì mình khổ. Đó là cái chủ yếu của cứu khổ ban vui của nhà Phật. Vậy thì hôm nay một lần nữa tôi nhắc quý vị cố gắng thực hiện cái điều đó cho đến 80 tuổi. Chọn được cái điều đó thì cũng giỏi quá rồi. Vậy thì hôm nay tất cả quý vị chắp tay hồi hướng theo chúng tôi.